Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 73. Ngươi cái này tạp long. Còn lấy là, trên mình ngươi có rồng lực lượng và huyết mạch. Không nghĩ tới, ngươi coi như cái sửa đổi vật, mặc dù có tương tự với huyết mạch của rồng lực lượng, nhưng là ngươi máu thịt của mình sinh ra, cũng không phải là thật lực rồng. Huyết long nếu như cái thế long thần vậy, cao cao tại thượng phê bình thiên địa hồn long. Như vậy, ngươi ở long tộc bên trong, tuy là hai cùng thanh long. Ước chừng ở ta và ngũ trảo kim long, ứng long, long thần, thất trảo kim long dưới. Có thể cùng bốn móng kim long, ba móng kim long đặt song song, có thể ngươi ở phía sau thiên sản vật, nhiều nhất chính là một bốn cùng tạp long, như vậy hèn mọn đồ, vẫn là mất đi tốt, miễn được dơ bẩn ta long tộc danh tiếng. Theo tiếng nói vừa dứt, huyết long bộc phát ra mình huyết mạch huy áp, không động thủ liền chế tạo ra một cổ xây tuyệt thiên trên dưới lực lượng vô hình chèn ép thiên địa hồn long. Ở tuyệt đối huyết mạch trước mặt, dù là thực lực không địch lại, huyết long cũng là nghiền ép. Không không không, rồng chí cao vô thượng thần đại nhân, ta sai rồi, tiểu long sai rồi. Mời long thần đại nhân tha tiểu long một mạng, ta không biết cái này nhỏ phối hợp không, vị này loài người thiên kiêu là long thần đại nhân bạn tốt. Thiên địa hồn long bị đè ở mặt sông bên trong, nhưng lại không có té xuống, ngược lại thân rồng không ngừng bị nén, bắt đầu có chui luyện thân xác hiệu quả, có thể dần dần vượt qua cực hạn, thân rồng vảy rồng không ngừng vỡ vụn nổ, thậm chí có vô số màu xanh máu rồng tràn ra. Nó căn bản không nghĩ tới loài người này tiểu tử trong cơ thể lại có một tôn huyết mạch kinh khủng như vậy long. Mấu chốt thần long cao cao tại thượng, làm sao sẽ nguyện ý cùng một cái nhập thần cảnh loài người nhập bọn. Nó chân thực không nghĩ ra à? Nếu như máu này long hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, đừng nói hồn điện, linh võ đại lục rất nhiều gia tộc cũng sẽ bao phủ đang sợ hãi dưới. Nó bây giờ duy nhất có thể làm chính là cầu xin tha thứ. Huyết long trên cao nhìn xuống nhìn thiên địa hồn long dáng vẻ chật vật, ánh mắt không có bất kỳ nhiệt độ, đột nhiên, nó nghĩ tới điều gì, đối với Diệp Thần nói, chủ nhân, mặc dù tên này huyết mạch không thuần, nhưng là vậy có rất lớn giá trị lợi dụng. Diệp Thần gật đầu một cái, tự nhiên rõ ràng. Long, bất kể là ở Hoa Hạ cũng hoặc là Côn Lôn Hư, thậm chí bây giờ Linh Võ Đại Lục, đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Nếu như thật tốt lợi dụng, hắn thực lực tất nhiên cao hơn một tầng lầu. Không do dự nữa. Diệp Thần sử dụng mấy chuôi thần vương khí, ngưng kết là một cái to lớn sàn, quanh mình dâng lên một tầng bảo vệ che chở, tựa hồ là ở thu lấy màu xanh máu rồng. Không ở cười nói, mặc dù là tạp long, nhưng vậy dẫu sao có rồng huyết long thân, ăn cũng có thể nâng cao nhục thân cảnh giới. Huyết long mặc dù coi thường, nhưng Diệp Thần cần à, thu nạp những thứ này màu xanh máu rồng, đủ để đem mình thân xác, chế tạo đến một cái cao độ toàn mới. Long thần đại nhân, tha mạng. Tha mạng à long thần. Tha. Lời nói càng ngày càng yếu. Thiên địa hồn long thân rồng đã bị nén đến chừng 10 mét lớn nhỏ, thân rồng vô cùng kịch liệt sụp đổ nén, trực tiếp đưa đến thiên địa hồn long thân xác hoại tử, chỉ còn lại thần hồn lực tồn tại, trình độ này, trên căn bản đã có thể nói là tử vong. Cố nhiên thân rồng có thể tự do phóng đại thu nhỏ lại, nhưng là bị huyết long cưỡng ép chèn ép xuống thân rồng, giống như là đem một người thông qua lực lượng khổng lồ, rất miễn cưỡng đè giúp vào mười mấy cm lớn nhỏ, không chết đều phải chết. Thật là mạnh huyết mạch. Long thần huyết mạch, không, không phải long thần huyết mạch, là chân chánh long thần. Tiêu Diêu thần quân và Cửu Vũ thần quân kinh ngạc vô cùng, nguyên lấy là Diệp Thần lần này bất kể như thế nào cũng được nghỉ ngơi mấy chục năm. Thậm chí có thể mình các người muốn trước thời hạn vận chuyển toàn bộ lực lượng, che chở Diệp Thần rời đi. Nhưng không nghĩ tới. Diệp Thần vị này thiên kiêu đồ nhi, lại có mạnh như vậy hậu thủ. Thượng cổ long thần hồi phục à, cường đại như vậy tồn tại còn đi theo đồ nhi à. Nghĩ như vậy, huyết linh tộc còn là thứ gì à? Ta cùng thân phận thật sự giải thoát khả kỳ à? Lần này thoát hiểm thật ra thì có một bộ phận may mắn ở bên trong, huyết long còn chưa đủ mạnh, nhưng là thắng ở huyết mạch thuần túy, đối thủ lại vừa vặn là một tôn long. Cho nên mới có thể thi triển huyết mạch nghiền ép, nếu như đổi thành cường giả khác, sợ rằng thằng nhóc này đã chết. Nói như vậy, tiểu tử này khí vận quả thật nghịch thiên. Long thần hồi phục tồn tại tự nguyện đi theo. Thượng cổ sư ma chiến thần hồi phục tồn tại,
vậy tự nguyện đi theo. Băng kiếm tiên tôn lầm bầm lầu bầu, không chỉ có vui vẻ yên tâm, khẽ gật đầu, nói, chúng ta thân phận thật sự giải thoát khả kỳ à, cái này linh võ đại lục thế giới, không lâu liền muốn nghênh đón chúng ta thân phận thật sự trở về. Băng kiếm tiên tôn bị kẹt đã bao nhiêu năm? Vạn năm trên. Cửu Vũ thần quân, Chu Diệt thần quân, Tiêu Diêu thần quân bị kẹt nhiều ít năm. Ba vị kim Phật bị kẹt nhiều ít năm. Vậy cũng là một cái không cách nào nhìn thẳng con số. Tương đối mà nói, băng kiếm tiên tôn so bọn họ sáu vị bên trong bất kỳ một vị, cũng kỳ vọng thân phận thật sự thoát khốn, thần niệm thể cố nhiên có ý thức tự chủ, nhưng cũng là lấy thân phận thật sự làm chủ, thân phận thật sự một khi thoát khốn, mới thật sự là giải thoát mở à. Trước kia, băng kiếm tiên tôn chỉ là cảm thấy Diệp Thần sợ rằng chỉ cần mấy chục năm thời gian. Mình vạn năm cũng chờ, vậy không quan tâm mấy chục năm. Dần dần, Diệp Thần nhiều lần thiệp hiểm, nhiều lần suýt nữa chết, để cho băng kiếm tiên tôn cảm thấy Diệp Thần có thể sẽ bị người bị thương nặng, bị thế hệ trước võ giả bị thương nặng, thế hệ trẻ võ giả tuyệt không phải Diệp Thần đối thủ, mình thoát khốn thời gian, sợ rằng phải đẩy về sau cái chừng trăm năm. Nhưng là bây giờ, bất đồng, Diệp Thần bên người hai vị có thượng cổ ma thần huyết mạch chiến sủng càng ngày càng mạnh. Huyết mạch vậy theo thời gian không ngừng hồi phục. Không có ai biết tiểu hoàng và huyết long huyết mạch hoàn toàn tỉnh lại sẽ là hình dáng gì. Không thể lường được. Hai vị thượng cổ ma thần, ở thời đại kia chính là phong môn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, khoảng cách thái hư cảnh, phong thánh cảnh giới cũng chỉ là một bước xa à. Cảnh giới này thậm chí là cảnh giới trong truyền thuyết, mà nay cái này hai vị cường đại tồn tại hồi phục, lấy trước nội tình, cái này nhất thế tất nhiên có thể nhanh chóng đến phong tước hiệu chân thần tinh khiếu cảnh, thậm chí là phong thần phong môn cảnh. Đến cảnh giới này thời gian, không cần 10 năm. Hơn nữa hai vị tồn tại lấy Diệp Thần làm chủ, Diệp Thần tấn thăng tốc độ, để cho băng kiếm tiên tôn hoàn toàn khiếp sợ hoảng sợ. Lấy loại tốc độ này tiến triển chạy đi. Sợ rằng chưa dùng tới 5-3 năm thân phận thật sự liền sẽ thoát khốn. 5-3 năm và chừng trăm năm so sánh. Đối với võ giả mà nói, cơ hồ không có cái gì khái niệm. Nhưng đối với băng kiếm tiên tôn mà nói, đó chính là cực kỳ trọng yếu sự việc, cho tới hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Thần dù là gặp lại nguy hiểm, mình cùng sư tôn không ra tay, vậy hai vị hồi phục thượng cổ ma thần tồn tại, cũng sẽ tương trợ Diệp Thần, lấy Diệp Thần tính cách, tất nhiên tới cứu mình thoát khốn đem ở tương lai 5 năm bên trong, đã là gậy sắt đinh đinh chuyện. Bót sát, một đạo rõ ràng thanh âm hiện lên. Thiên địa kính trực tiếp bị huyết long uy áp chấn bạo mở. Thật ra thì nguyên bản thiên địa hồn long biến chất là chân chính thanh long lúc, vị kia hồn điện tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp võ giả lực lượng, đã che giấu linh vận tiên tôn thiên địa kính soi năng lực. Kể từ lúc đó dậy, linh vận tiên tôn, hồn tộc lão tổ, Bắc Cung Hoành Thiên ba người, đã không biết trong trận pháp sự việc. Bây giờ, huyết long dùng uy áp trực tiếp chấn bạo liền thiên địa kính. Linh vận tiên tôn các người hơn nữa không biết bên trong trận pháp chuyện, phỏng đoán cũng lấy là thiên địa hồn long vận dụng mình nội tình, đã chu diệt Diệp Thần. Sắc 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 sắc, sắc sắc, tầng thứ hai trận pháp bên trong khu vực. Thiên địa hồn long thân rồng phát ra đạo đạo hỏng mất thanh âm, chợt huyết long thu hồi huyết mạch của mình uy áp lực lượng, đã có giúp thành một miếng thịt đoàn thiên địa hồn long ngã xuống, thần hồn lực trực tiếp bị huyết long bắt, tặng đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, vậy không nói nhảm, trực tiếp chiếm đoạt. Hợp đạo cảnh chân long tồn tại thần hồn lực, tất nhiên có thể để cho thực lực mình tiến nhiều. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Thiên địa hồn long thân xác bên trong bay ra ba chuôi hợp đạo thần khí, là nguyên bản tạo thành thân rồng cơ sở, bị Diệp Thần lấy ra ngoài, thân rồng giá trị giảm rơi xuống không thiếu. Vẫn như cũ có cực lớn xông ra. Ba chuôi hợp đạo thần khí, một đỉnh một đao một kiếm. Đao kiếm đều là ngũ phẩm hợp đạo thần khí. Màu máu đỉnh lớn, dường như là long văn kim đỉnh, là cấp 7 hợp đạo thần khí. Như vậy ba kiện tiên khí cộng lại so Diệp Thần toàn bộ xuất thân đều phải đắt tiền không thiếu, đối với Diệp Thần mà nói tác dụng lớn nhất. Huyết long, chư vị sư tôn giúp ta sẽ đột phá thần vương cảnh, đánh ra. Bên ngoài có 8 vị hợp đạo cảnh thần quân, hơn 100 vị hỗn nguyên cảnh võ giả.
sợ rằng không như vậy dễ dàng đi ra ngoài, không quá ta rất thích. Diệp Thần dần dần thích loại này cảm giác nguy cơ. Sống chết tất cả ở thời gian vừa niệm. Nhưng là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Càng nguy hiểm, ý tứ là trước có càng lớn cơ duyên. Hắn sát lục chi đạo, chính là ở sống chết bây giờ từng bước một lột xác hóa. Huống chi, chỉ muốn tiêu diệt lần này nơi hồn tộc hơn nửa tồn tại, liền có thể vơ vét tới nhiều binh khí và thi thể có thể luyện chế chiến khôi. Đến lúc đó, dù là tự đối mặt những môn phái khác, đem hết toàn lực tới công, cũng có thể đỡ nổi. Dù là không ngăn được, rất nhiều tiên khí và chiến khôi vừa ra, trực tiếp từ bạo, nổ cũng cho bọn họ nổ chết. Được, ngươi chuẩn bị lợi dụng vậy một chuôi hợp đạo thần khí phá cảnh. Băng kiếm tiên tôn đối với Diệp Thần đột phá cảm ngộ lớn nhất, lúc này mới bao lâu? Diệp Thần chính là chuẩn bị đánh vào thần vương cảnh. Hơn nữa, Diệp Thần và Linh Võ Đại Lục vậy võ giả không cùng. Người khác đột phá, đều là lợi dụng đối ứng tiên khí đột phá. Mà Diệp Thần nhưng là muốn vượt qua một cái đại cảnh giới tiên khí, mới đủ đủ. Đây cũng là Diệp Thần có thể vượt cấp tác chiến lớn nhất lý do. Theo như vậy tốc độ xuống đi, sợ rằng chỉ cần 2-3 năm thời gian, liền có thể thành tựu hợp đạo cảnh liền à. Diệp Thần nhìn trước mặt lưu chuyển đạo đạo quang hoa hợp đạo tiên khí, cuối cùng tầm mắt rơi vào kim đỉnh trên, mở miệng nói. Năm đó ta từ hồ Đông Tiền rơi xuống, trùng hợp sư tôn đi ngang qua, mang ta bước vào Côn Lôn hư, truyền thụ ta cả đời thông thiên y thuật, càng nhập y thần môn, sư tôn không có chê ta cái phế vật này, ta cùng y đạo có duyên phận, mà y đạo thánh khí tất cả lấy đỉnh vi tôn, lần này đột phá thần vương cảnh, ta sẽ dùng Long Văn Kim đỉnh đi. Cấp 7 hợp đạo thần khí, chính giữa lực lượng đủ để cho ta 5 cái đại đạo cũng diễn hóa là thần vương đạo. Thần vương đạo càng mạnh, phía sau diễn sinh ra quy luật lực lượng lại càng mạnh. Diệp Thần dừng lại chốc lát, nói sau nói, bất quá, cái này trước ngược lại là cần trước đem thân xác chui luyện một phen. Hiện nay, hư thể kỳ cấp 2 thân xác, không đủ. Không đủ dung luyện hợp đạo thần khí, cường độ không đủ, phải tăng lên, nếu không thì gặp mặt sắp đột phá lúc thân xác nổ tình huống. Được. Chủ nhân, tiếp theo. Huyết long ngưng tụ thiên địa hồn long long trên người thanh long máu tươi, tinh thuần nhất máu rồng. Nếu như phổ thông long máu, phỏng đoán được có mười mấy tấn, bất quá đi qua huyết long tinh luyện xuống, cũng chỉ mấy chục tích mà thôi, có thể giá trị đủ để sánh bằng 2-3 chuôi thời không chi binh. Linh võ đại lục. Bàn về xa xỉ, bàn về người nội tình, ở nhập thần cảnh, thần vương cảnh cái giai đoạn này, sợ rằng chỉ có Diệp Thần mạnh nhất. Ai gặp qua nhập thần cảnh võ giả đột phá, dùng chân long thanh long máu, dùng cấp 7 hợp đạo thần khí đột phá à? Không có. Từ xưa đến nay cũng không có. Tới một cái không người nào có thể chịu được. Thứ hai, không có ai có cái này vốn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần có. Sang cái này khai thiên ích địa một lần đầu. Chủ nhân, ta là ngươi hộ pháp. Tiểu hoàng ở luân hồi mộ địa tự nhiên nhận ra được huyết long uy vũ. Nó trong lòng có chút không phục, lúc này tự nhiên muốn đứng ra. Nháy mắt tức thì, tiểu hoàng thân thể bàng lớn lên, cùng huyết long như nhau, nửa người xâm nhập trong sông, mọi phía người bảo vệ Diệp Thần. Đồ nhi, vi sư cửa vậy là ngươi hộ pháp. Ba tôn kim Phật từ luân hồi mộ địa đi ra. Đứng ở Diệp Thần vòng ngoài, trợ giúp Diệp Thần hộ pháp. Dẫu sao thần vương cảnh là võ giả cực kỳ trọng yếu một cảnh giới. Ở linh võ đại lục, nhập thần cảnh không tính là quá trọng yếu. Bởi vì chỉ có bước vào thần vương cảnh, mới tính là bước vào con đường võ đạo. Đây cũng là thấp phú thế giới và cao võ thế giới lớn nhất phân chia. Giờ phút này, hai vị hồi phục cổ đại ma thần cường giả cùng với ba tôn kim Phật, tự mình là Diệp Thần hộ pháp. Trừ phi là chỗ này nơi hồn tộc 8 vị thần quân toàn bộ đến đông đủ, nếu không đừng nghĩ tùy tiện phá vỡ chúng trấn thủ địa phương. Còn như ba vị hỗn nguyên cảnh kim Phật, vậy thơm lây, Diệp Thần luyện hóa những cái kia thanh long máu, chân chính máu rồng, giật tản ra ngoài lực lượng, cũng để cho bọn họ thực lực đại tăng. Nguyên bản hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên ba vị kim Phật. Không tới 2 giờ, trực tiếp lên cấp là hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Trực tiếp khôi phục được bọn họ ban đầu trạng thái tột cùng, hơn nữa binh khí của bọn họ thần khí đều bị bọn họ dung luyện,
hoàn toàn biến thành chân chính loài người thân xác, lại lên cấp hư thể kỳ cấp 6. Hư thể kỳ, cũng không phải là chỉ là hỗn nguyên cảnh võ giả nhục thân cảnh giới. Còn bao gồm hợp đạo cảnh võ giả. Đi lên nữa tạo hóa cảnh võ giả, mới có thể chui luyện xuất thân thể kỳ thân xác. Diệp Thần nhục thân cảnh giới, vậy ở không ngừng tăng lên, chỉ là đến hư thể kỳ sau thân xác độ tiến triển vô cùng là chậm chạp, tầm thường hợp đạo cảnh hung thú máu tươi, tác dụng nhỏ vô cùng, cũng chính là hợp đạo cảnh thanh long máu rồng, tác dụng mới hơi lớn một ít. Liên tục chui luyện 2 giờ. Diệp Thần thân xác đến hư thể kỳ cấp 4, tương đương với hỗn nguyên cảnh bát tầng thiên thân xác. Nếu như đến hư thể kỳ cấp 5, vậy thì tương đương với hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp thân xác, đi lên nữa đến ba vị kim Phật hư thể kỳ cấp 6, chính là tương đương với hợp đạo cảnh tầng 1 tầng 2 thiên võ giả thân xác tầng thứ. Còn dư lại một ít máu tươi. Ba vị sư tôn, các ngươi lại lấy một số chui luyện thân xác, kém không nhiều cũng chỉ đến cực hạn. Diệp Thần chợt lấy ra ba chuôi hợp đạo thần khí. Theo thứ tự là ban đầu Kim Phật Mật Tông lưu lại tam phẩm hợp đạo thần khí tím kim sử, cùng với lần này lấy được một đao một kiếm, hai kiện ngũ phẩm hợp đạo thần khí, cũng đưa cho ba vị Kim Phật, nói, ba vị sư tôn, đột phá đi. Lấy các ngươi nội tình và thần vương nói, không gian phép tắc lực lượng, đều đã viên mãn. Hiện đang đột phá, các ngươi rất có thể trực tiếp đến hợp đạo cảnh hai tam tầng thiên. Dược sư Phật, Nguyệt Quang Phật, Nhật Quang Phật. Ba vị kim Phật, binh khí thân xác hoàn toàn hóa vì nhân loại thân xác lúc, thần của bọn họ vương đạo và không gian quy luật sau đó xuất hiện, bởi vì kiếp trước vốn là đã tu luyện viên mãn, lúc này chưa dùng tới nửa canh giờ thời gian, liền khôi phục lại kiếp trước tiêu chuẩn. Đã có thể đột phá. Ba vị kim Phật, một khi phá cảnh chính là ba vị thần Phật, đến lúc đó giết ra nơi hồn tộc. Diệp Thần đem có nắm chắc hơn. Cái này. Được. Dược sư Phật trực tiếp gật đầu, dưới so sánh, Nguyệt Quang Phật và Nhật Quang Phật đều có chút ngại quá. Dẫu sao mình các người là sư tôn, không nghĩ tới còn được dùng mình đồ nhi binh khí tới đột phá, quả thực có chút trên mặt mang không ở. Dược sư Phật nhận lấy hợp đạo thần khí, nhưng thận trọng nói, đồ nhi, hôm nay ngươi cho chúng ta hợp đạo thần khí, ngày sau vi sư cửa cảnh giới biên độ lớn tăng lên, nhất định đem hợp đạo thần khí vẫn còn cho ngươi. Hơn nữa nhất định còn ngươi cấp 7 trở lên hợp đạo thần khí, đáp ơn ngươi hôm nay chỗ là. Đúng. Thực lực chúng ta tăng lên sau đó, tất nhiên còn ngươi. Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật vậy gật đầu, nhận lấy hợp đạo thần khí, cũng bắt đầu bắt tay đột phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không đồng nhất sẽ, ba tôn kim Phật đỉnh đầu xuất hiện thần quang, đang dung hợp hợp đạo thần khí phá cảnh. Nhìn cái này hình ảnh. Diệp Thần vậy lấy ra cấp 7 hợp đạo thần khí, bắt đầu đột phá. Hắn vận chuyển công pháp, quanh thân vô số Phật văn phun trào. Năm cái đại đạo lại là dần dần trôi lơ lửng ra. Hồn tộc bầu trời trên bầu trời, lại là mây đen đè thành. Một giây kế tiếp, cuồn cuộn thần lôi lại đang trong mây đen không ngừng phun trào, phảng phất là một đầu nổi giận sư tử, tùy thời có thể chấn thiên gầm thét. Bốn người cùng nhau đột phá. Thanh thế thật lớn, Tiểu Hoàng và Huyết Long phát hiện mưa gió dị động, vậy cảm khái Diệp Thần thực lực càng ngày càng mạnh. Chúng coi như là từ Diệp Thần thời điểm yếu nhất đi theo. Biết rõ Diệp Thần đoạn đường này khó khăn. Bất kỳ một khắc, cũng có thể rơi vào chỗ chết. Nhưng là Diệp Thần vẫn là đi xuống. Tiểu Hoàng nhìn một cái Huyết Long, lẩm bẩm nói, chủ nhân càng mạnh, vốn là một kiện vui vẻ chuyện, nhưng là chẳng biết tại sao, ta không vui. Hắn càng mạnh, liền đại biểu sẽ càng nhanh đụng phải những tên kia. Chúng ta huyết mạch bí mật không chống đỡ được quá lâu. Cuối cùng vẫn sẽ bị những người đó phát hiện. Huyết Long nghe được câu này, hơi ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, kinh ngạc nói, ngươi cũng có loại cảm giác này. Tiểu Hoàng gật đầu một cái, trong con ngươi lộ ra một vẻ phức tạp, chúng ta huyết mạch hồi phục, một ít trí nhớ liền sẽ xuất hiện. Gần đây linh linh toái toái trí nhớ để cho ta bắt được một ít thứ, sợ rằng, muốn không được bao lâu, chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm, cái này nguy hiểm không giống với hắn trước đối mặt. Đó là chân tránh tai họa ngập đầu à? Ta hy vọng ngày này có thể trễ một chút đến, ta sợ chủ nhân, sẽ chết trên mảnh đất này, ta thật sợ. Huyết Long nhìn một cái đang đột phá Diệp Thần, nói,
không nên bi quan như vậy, đi một bước xem một bước đi. Chủ nhân mỗi một lần không đều là mang đến cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ sao? Nếu như ngày hôm đó thật trước thời hạn đến, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù là cháy huyết mạch, cháy máu tươi, cũng phải bảo vệ chủ nhân. Ta bởi vì là chủ nhân mà tồn tại, càng là chủ nhân mà sống. Chủ nhân nói, chính là ta đạo. Nghe được câu này, tiểu hoàng ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định. Được, đúng như ngươi theo như lời, nếu như ngày hôm đó thật đi tới. Ta cũng muốn liều mạng chết một khắc cuối cùng, không để cho những tên kia động chủ nhân một cây hàn mao. Giờ khắc này, huyết long và tiểu hoàng cũng bạo phát ra cực mạnh sát ý. Trong mắt lạnh như băng thậm chí để cho chung quanh hết thảy nhiệt độ bỗng nhiên xuống đến đáy cốc. Nhưng mà Diệp Thần ở chuyên chú đột phá, tự nhiên không có phát hiện. Đây là thuộc về huyết long và tiểu hoàng bí mật. Hai người cũng không có lựa chọn nói cho Diệp Thần. Bởi vì chuyện này quá lớn, bây giờ Diệp Thần phải đối mặt sự việc quá nhiều, nếu như Diệp Thần biết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Giấu giếm là kết quả tốt nhất. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu vũ thần quân cùng ba người tự nhiên vậy không nhận ra được tiểu hoàng và huyết long đối thoại. Bọn họ nhìn Diệp Thần đột phá trước hành vi, không nhịn được gật đầu, vô cùng đồng ý Diệp Thần. Như vậy thiên kiêu, có bỏ có được, mới là chúng ta đệ tử à. Vô cùng chân quý hợp đạo thần khí, nói đưa sẽ đưa, chỉ là tăng lên mọi người thực lực, cử động như vậy hành vi, không hổ đương thời thiên kiêu, không hổ là ta Côn Lôn hư đứng đầu à, Diệp Thần xứng với cái danh hiệu này. Cũng như này hùng chủ, dẫn ta Côn Lôn hư. Ta Côn Lôn hư sắp hưng thịnh à. Chu Diệt Thần Quân cảm khái một câu, đổi lại là hắn, thật đúng là không làm được miễn phí tặng hợp đạo thần khí hành vi. Điều này có thể coi như là khác biệt đi. Có hợp đạo thần khí, hắn tình nguyện mình hơn dung luyện kỷ chuôi, dù là không được, cũng sẽ để cho ba vị kim Phật ký khế ước tương trợ mình, nhưng Diệp Thần không đề ra, phần này quyết đoán, liền đủ để cho hắn rung động, để cho hắn đồng ý. Chính là bởi vì có này hùng chủ. Huyết linh tộc mới sẽ không tiếc hết thảy, muốn phải trừ hết hắn à. Tiêu Diêu Thần Quân mở ra quạt lông, mặt lộ nụ cười, từ từ nói, căn cứ bây giờ tình huống của tiểu tử này, chúng ta thân phận thật sự thoát khốn, không cần bao lâu. Băng kiếm tiền bối, cũng không cần quá nhiều lo lắng, mộ chủ nhân phẩm đức hạnh, chúng ta cũng nhìn thấy, hắn đáp ứng sự việc, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng ta căn bản công pháp, cũng có thể truyền cho người này. Cái này nguyên bản chính là chúng ta chức trách, tin tưởng huyết thất dạ, Niếp Bách Kiếm, Trần An Bình những lão gia hỏa kia, cũng nghĩ như vậy. Căn nguyên công pháp à? Là mình trông nhà bản lãnh, nhất không thể để cho người ngoài biết rõ công pháp à? Cho dù là đệ tử thân truyền, thậm chí mình nhi tử nữ nhi cũng không nhất định sẽ truyền công pháp à? Nhưng là những lão gia hỏa kia truyền. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện truyền thụ cho Diệp Thần. Niếp Bách Kiếm Càn Khôn Kiếm Ấn. Trần An Bình Đích Vạn Vật Chế Tạo Quyết. Vương Càn Thiên Vạn Đan Luyện Chế Quyết. Huyết Thất Dạ Bảy Đêm Thần Kiếm. Còn có rất nhiều. Rất nhiều bạn già, thậm chí Côn Lôn Hư Thần Vương Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh Tông Chủ, trưởng môn đợi một chút, đều đưa trông nhà bản lãnh truyền cho Diệp Thần. Vì sao? Bởi vì Diệp Thần trị giá phải tin tưởng. Đáng bọn họ đầu tư, bọn họ vậy tin tưởng mình đem hết toàn lực tương trợ Diệp Thần vậy tất nhiên đem hết toàn lực tương trợ bọn họ. Lấy lòng đổi lòng. Chân chính thầy trò chi giao. Được. Chỉ sợ Diệp Thần không chịu học ta căn nguyên công pháp à. Cửu Vũ Thần Quân nhàn nhạt cười một tiếng, nàng căn nguyên công pháp cũng không phải là kiếm quyết đao pháp đợi một chút, ngược lại là một nơi vũ điệu, tên là chín tầng trời vũ, có câu động thiên địa lực, vạn vật phương pháp năng lực, nhưng thi triển lúc cần múa lên, vũ dậy, thiên địa lực giết, vũ bên trong, giết địch vô số, vũ rơi, kẻ địch đã giết. Dĩ nhiên cái này căn nguyên công pháp không nhất định không thích hợp người đàn ông. Nhưng là học tập vũ điệu, Diệp Thần có thể không nhất định sẽ đáp ứng. Thậm chí khó có thể tưởng tượng, Diệp Thần đánh, đột nhiên khiêu vũ giết địch hình dáng. Nghĩ tới đây, Tiêu Diêu Thần Quân và Chu Diệt Thần Quân, không chỉ có cười to, bọn họ hai người, một cái lĩnh ngộ mất đi quy luật lực, một cái lĩnh ngộ hủy diệt quy luật, coi là tuyệt đối thiên kiêu, ngược lại là có thể đem căn nguyên và cảm ngộ truyền cho Diệp Thần, làm hắn nhanh chóng nắm giữ hai loại quy luật.
sợ rằng, cùng thằng nhóc này đột phá đến thần vương cảnh, bên ngoài lại phải nghênh đón một vòng động đất. Ha ha ha! Giữa lúc mọi người trò chuyện lúc, Diệp Thần đã dung luyện liền hơn nửa hợp đạo thần khí. Hắn đỉnh đầu lơ lửng một tòa kim đỉnh hư ảnh. Hư ảnh lóe lên từng cơn ánh sáng rực rỡ ghé vào Diệp Thần trên mình. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần mở mắt ra. Con người như đêm tối vì sao dày đặc vậy, toàn bộ không gian lại là truyền đến kịch liệt lay động. Đỉnh đầu vô số sấm sét trực tiếp hạ xuống. Vạn đạo lôi điện chỉ như vậy không có dấu hiệu nào đập vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa, tiếp tục vận chuyển công pháp. Quanh thân ma khí, Phật đạo, linh lực giống như sông dài phun trào. Một giây kế tiếp, sát lục chi đạo trôi lơ lửng ra, sát ý lạnh như băng xuyên qua toàn trường. Sát lục chi đạo lên lại là dần dần ngưng tụ ra một đạo màu máu bóng dáng. Màu máu bóng dáng tay cầm đao kiếm, tựa như một kiếm chính là giết vực. Sau đó, bất diệt đại đạo giống vậy trôi lơ lửng ra. Giống như một chuôi lợi kiếm thẳng xông lên trời cao, dường như muốn phá vỡ trước mắt không gian. Vô số vết nứt không gian bỗng nhiên tạo thành, như mạng nhện vậy chậm rãi lan tràn ra. Vì sao là bất diệt, vạn vật tất cả khô, đạo bất diệt. Ngay sau đó, tịch diệt đại đạo xuất hiện. Chung quanh hết thảy sức sống đều bị vô tình tước đoạt, Diệp Thần chu vi nghìn mét, tựa như trở thành một phiến tử địa. Không có sinh cơ, yên tĩnh đến mức tận cùng. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như chỉ còn lại Diệp Thần một người. Vào thời khắc này, Diệp Thần trên mình xông ra vô số Phật văn hội tụ thành một đạo cột sáng, thông thiên lên. Chiếu sáng cả thế giới. Chùm tia sáng trên, một vị thần Phật hư ảnh tán loạn thiên hạ. Ta như thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta như thành ma, Phật làm ta thế nào? Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Cuối cùng, điều thứ năm đại đạo trôi lơ lửng ra. Hủy diệt chi đạo. Hủy diệt chi đạo cố nhiên là Diệp Thần yếu nhất nói, cũng là thức tỉnh chậm nhất đạo. Cũng không thể khinh thị. Hủy diệt chi đạo vừa ra, trừ Diệp Thần dưới người hình tròn khu vực, chung quanh hết thảy cũng lâm vào sụp đổ. Có thể gặp hắn huy. Nháy mắt tức thì, năm đạo hợp nhất. Tất cả lực lượng cũng hấp thu ở Diệp Thần trên mình. Thời khắc này Diệp Thần cảm giác thân thể giống như lũ lụt phun trào, đan điền đê đập căn bản không ngăn được cái này ngút trời lũ lụt. Thần vương cảnh, phá cho ta. Diệp Thần toàn thân đỏ thẫm, lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Bóng người chấn thiên, từng đạo rung động chập chờn chạy đi. Hồn tộc đỉnh đầu thương khung, giống như một con cự thú dữ tợn gầm thét. Diệp Thần cảm giác mình thân thể đều giống như muốn nổ tung. Hắn tựa như nhìn thấy từng đạo vết rách. Thời khắc này Diệp Thần chính là bị lôi điện chiếm đoạt, năm đạo cấp người nghịch thiên tồn tại. Thần vương đạo, cho lão tử mở. Diệp Thần gầm thét một tiếng. Một giây kế tiếp, bất diệt đại đạo diễn hóa là bất diệt thần vương nói, Diệp Thần lên cấp thần vương cảnh nhất tầng thiên. Sát lục đại đạo diễn hóa là giết hại thần vương nói, Diệp Thần lên cấp thần vương cảnh nhị tầng thiên. Một cái đại đạo có thể để cho Diệp Thần lên cấp một cái cảnh giới nhỏ. Diễn hóa là năm cái đại đạo lực, biết bao gian khổ, giống như áp chế cốt sống lại làm đau, có thể Diệp Thần như cũ cắn răng kiên trì. Bàn cờ đỉnh núi. Hai ông cụ đã sớm ngưng đánh cờ. Chỉ vì là đỉnh đầu hình ảnh bỗng nhiên sụp đổ. Lại cũng không cách nào tra xem Diệp Thần ở trong trận pháp tình huống. Tiên phong đạo cốt ông già không tin tà, muốn phải xuất ra đạo bàn, nhưng là phát hiện đạo bàn đã ở khám xét Diệp Thần vận mạng thời điểm vỡ vụn. Một ông cụ khác uống một hớp rượu, thần bí hề hề cười nói, lão gia, bàn cờ này, sợ rằng là ta thắng. Mặc dù bên trong tình huống chúng ta không biết được, nhưng là kết quả đã rất rõ ràng. Cái này hồn tộc trận pháp, căn bản mệt không ở thằng nhóc này, hì hì, người có phải hay không phải đem thiên đạo kia kính cho lão phu. Tiên phong đạo cốt ông già hừ lạnh một tiếng, hình ảnh vỡ vụn, không đại biểu thằng nhóc kia thắng. Lão phu tại sao cầm thiên đạo kính cho ngươi? Rất hiển nhiên, ông già chuẩn bị chơi xấu. Dẫu sao thiên đạo kính quá chân quý. Bọn họ cấp bậc này tồn tại, tùy tùy tiện tiện một món đồ đều là linh võ đại lục hy hữu nhất bảo bối à. Huống chi, thiên đạo kính bên trong phong ấn thiên đạo một món tàn niệm à.
giá trị không cách nào cân nhắc. Một cái khác ông già hừ lạnh một tiếng, đem trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch, chợt đem bầu rượu treo ở giữa eo, đưa tay ra, chỉ một phương hướng nói, cố nhiên chúng ta không cách nào tra xem hồn tộc bí cảnh hết thảy, nhưng là mắt gặp là thật, ngươi xem chỗ kia mây sấm thiên kiếp. Ngũ quang chi sắc, điềm lành chi cảnh, cái này tất nhiên là năm đạo bước vào thần vương cảnh hình ảnh à. Trong thiên hạ, ai ở nhập thần cảnh dám có năm cái đại đạo? Ai có thể dẫn động dị tượng như thế? Chỉ có Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, tiên phong đạo cốt ông già nhìn một cái chỗ xa kia hình ảnh, diễn cảm lại cũng không cách nào dừng dưng. Hồi lâu, hắn từ ống tay áo cầm ra một mặt ánh sáng rực rỡ lưu động gương, ném ra ngoài, lão già kia, trước giao cho ngươi giữ. Bất quá bàn cờ này vẫn chưa kết thúc, Diệp Thần cố nhiên cường thế, nhưng là hắn cuối cùng không cách nào đi tới cuối cùng, hắn tính cách quá bướng bỉnh, loại người này hoặc là trở thành kiêu hùng thiên đế, hoặc là chết hiểu quá sớm. Bầu rượu ông già năm ngón tay một chảo, đem thiên đạo kính thận trọng thu vào, chợt khóe miệng lộ ra một nụ cười, hì hì, ngươi liền vận mạng hắn đều không cách nào chạm đến, còn dám để ra chuyện sau này. Được rồi, không cùng ngươi đánh cờ, ta phải đi xem thằng nhóc kia. Một giây kế tiếp, bầu rượu ông già bước ra một bước, sau đó đem bên hông bầu rượu ném đi, lại bỗng nhiên trở nên lớn. Ông già dẫm ở bầu rượu trên, hai tay chắp sau lưng. Ngay tức thì biến mất ở giữa trời đất. Đồng thời gian, ngoài ra một nơi địa phương thần bí. Hồn điện. Vị kia tạo hóa cảnh cửu tầng thiên trưởng lão, cảm ứng được huyết long lực lượng, lại là cảm ứng được mình uẩn dục thiên địa hồn long biến hóa, sau đó thần sắc đại biến. Thiên địa hồn long bị tổn thương, hắn tự nhiên bị cắn trả cực mạnh. Phốc. Hồn điện trưởng lão không khỏi phun ra một ngụm máu tươi dính trên đất. Lại có thể đem đất mặt cũng ăn mòn đi ra một cái hố động. Sau đó hắn hơi thở bắt đầu cực độ suy yếu, chỉ còn lại khỏe hẳn trạng thái 1/3 chừng. Nguyên bản, hồn long bị áp chế, hắn tổn thất 11/5 thần hồn lực, vẫn còn ở có thể tiếp thụ phạm vi bên trong. Nhưng là bây giờ, bởi vì là thiên địa hồn long bị Diệp Thần chém chết, liền ngay tức thì gặp phải bị thương nặng, cho dù là thân xác cũng ảm đạm xuống. Thật nhiều con còn lại tạo hóa cảnh 5-6 tầng ngày chiến lực. Thiên địa hồn long xảy ra chuyện. Vạn niên hồn long trận lại có thể bị hủy. Vậy một tòa, đáng chết khốn kiếp. Ai dám xấu xa ta hồn thiên căn cơ? Kết quả là ai? Lạnh như băng tiếng giống giận vang khắp cả nhà. Hồn thiên lau chùi thần giác máu tươi, không khỏi được huy động hai tay, thi triển ra thời không quy luật dò xét tình huống. Hắn chính là vị kia ở các nơi hồn tộc bố trí thần hồn lực, hơn nữa ở vạn niên hồn long trận bên trong, bố trí mình lực lượng hồn điện tiên tôn đỉnh cấp trưởng lão khác. Đáng chết, là Tây vực vậy một tòa. Bổn trưởng lão thần hồn lực, vạn năm hồn long thảo cũng bị mất. Hắn đôi mắt sắp nứt, tiếp tục dò xét tình huống, không khỏi được thần sắc lại lần nữa đại biến, thiên địa hồn long chỉ có hơi thở cũng đã biến mất. Đáng chết xúc sinh. Lại có thể giết bổn trưởng lão thiên địa hồn long à? Tại sao cha không xem được bên trong hình ảnh? Có lực lượng ngăn trở. Hồn thiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, bổn trưởng lão ngược lại là phải xem cho rõ bộ dáng của ngươi, xem ngươi là giết thế nào liền hồn long, xác định ngươi thân phận sau đó, bổn trưởng lão không gảy mài ngươi ngàn năm vạn năm, cũng có lỗi với ta vậy cái thiên địa hồn long. Lấy hắn tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp tu vi. Như không phải là không có thần khí, cũng không cần phân tán mình thần hồn lực, tới chấn giữ bốn phương. Nguyên lấy là, thiên địa hồn long thu nạp mình để lại cho nó lực lượng, có thể cởi biến thành là thật long, đến lúc đó mình chiến lực tăng cường, có lẽ có thể mưu cầu tới một kiện thần khí, chỉ là không nghĩ tới, cái này hy vọng tan vỡ, tấn thăng chi đồ khó đi nữa có hy vọng. Ở hồn điện bên trong địa vị, chỉ sợ cũng dừng bước không tiến thêm. Hồn điện cường đại tồn tại không thiếu, nhưng là không bao gồm hắn, cho dù hắn là tạo hóa cảnh cửu tầng thiên, nhưng cũng chỉ là một nội môn trưởng lão, đứng hàng thứ năm, lại trên hắn bốn vị nội môn trưởng lão, đều là phong thần tinh khiếu cảnh tồn tại, còn có tám đại thái thượng trưởng lão, đều là tinh khiếu cảnh trở lên khủng bố tồn tại. Linh võ đại lục, thượng đẳng tông phái bên trong, sợ rằng hồn điện có thể xếp hàng đầu. So sánh linh tiên đế cung bất quá một vị phong thần cung chủ,
Vạn kiếm đế cung cũng bất quá là 5 vị kiếm thần, cho dù cộng lại cũng không phải hồn điện đối thủ. Nhưng là hồn điện được đối mặt rất nhiều tông phái, bao gồm hết mấy thượng đẳng tông phái, gia tộc, cùng với một ít trung đẳng gia tộc. Thậm chí, có lúc còn phải đối mặt hai đại đỉnh cấp gia tộc chèn ép. Hồn điện cường hãn. Có thể cường giả cũng có số, trong điện thần khí cũng có đếm, cũng sẽ cho dư công lao cực lớn tạo hóa cảnh cửu tầng thiên trưởng lão. Hồn thiên nguyên vốn cho là, mình phân tán thần hồn lực trông chừng các nơi hồn tộc phân đà, một khi thành công, công lao không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay ra cái này chuyện rắc rối. Trong điện tưởng thưởng thần khí là đừng hy vọng, gia tăng chiến lực mình mưu cầu thần khí, càng cũng đừng nghĩ. Hai con đường. Cũng theo hắn thần hồn lực mất đi và thiên địa hồn long tiêu diệt tiêu tán. Giao 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 giao. Giao 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 giao. Do thời không quy luật tạo thành mặt kiếng hoàn toàn vỡ vụn. Hiển nhiên hắn tiến hơn một bước thăm dò, không có kết quả. Xem ra Tây vực hồn tộc sự việc, không có đơn giản như vậy. Bất quá, loại thuật pháp này cha không xem được, không đại biểu ta không có cách nào. Đây chính là hồn tộc. Nơi đó hết thảy trận pháp đều là ta tự tay thiết lập. Có thể linh võ đại lục tất cả thuật pháp không cách nào khám xét, nhưng là ta còn giữ lại hậu thủ. Lời nói rơi xuống, hồn điện trưởng lão ngón tay bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi. Sắc mặt hắn sát trắng. Sau đó, lòng bàn tay của hắn trôi lơ lửng ra một cái thủy tinh cầu. Máu tươi đụng vào thủy tinh cầu trên, thủy tinh cầu trung tâm ngay tức thì lưu động cổ xưa đường vân. Một giây kế tiếp, thủy tinh cầu có động tĩnh, không ngừng hiện ra trong trận pháp cảnh tượng, chỉ bất quá có chút mơ hồ. Thậm chí còn có huyết long hiển hóa ra, lấy huyết mạch lực trấn áp thiên địa hồn long quá trình. Bây giờ, hồn thiên nhìn thấy huyết long và thanh niên chém giết thiên địa hồn long quá trình, sắc mặt dần dần xanh mét xuống. Vào giờ phút này, hy vọng tan biến đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là huyết long. Cái đó truyền thuyết thật thực hiện, hơn nữa đã xuất hiện ở trước mắt. Phịch, hồn thiên trưởng lão sừng sững một cái tát đem đất mặt vỗ được chấn động kịch liệt, giống như động đất vậy khủng bố, huyết long lại có thể dựa vào một cái loài người hèn mọn. Người trẻ tuổi này, bị huyết long phụ thuộc vào, hơn nữa điều này huyết long không phải thượng cổ huyết ma long thần hậu duệ, càng không phải là chuyển thế. Mà là hồi phục, hồi phục. Ý nghĩa thượng cổ huyết ma long thần ban đầu không có chết. Hoặc là nói, cho dù là lão tổ cùng mọi người loại phong thức hiệu chân thần mạnh mẽ tồn tại, lấy mạng đổi mạng phương thức tác chiến, cuối cùng toàn bộ chết trận, cũng không có hoàn toàn giết chết thượng cổ huyết ma long thần, bị một đạo thần hồn lực chạy khỏi. Trải qua kỷ trăm ngàn năm trước, lại hồi phục tới đây. Linh võ đại lục võ giả, toàn thể tầng thứ so Côn Lôn hư cao hơn không thiếu. Nắm giữ lực lượng và thần hồn lực, vậy mạnh ra Côn Lôn hư võ giả quá nhiều. Nơi lấy võ giả đến hợp đạo cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh, chỉ cần đại chiến lúc có một tia thần hồn lực không có bị địch nhân xóa bỏ, hoặc là chạy trốn ra ngoài, liền có thể tìm cơ hội sẽ lần nữa sống lại. Chỉ bất quá, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh võ giả. Tuyệt đại đa số trốn ra được, thần hồn lực cũng sẽ trở thành là tàn hồn, từ đó bị hồn tộc tế đàn mạnh mẽ thu nạp. Thành tựu các phái thanh niên cắn nuốt mục tiêu. Chỉ có phong thần cấp bậc tinh khiếu cảnh võ giả, bọn họ một đạo thần hồn lực mới có thể dung nhập vào ở giữa thiên địa, từ từ, âm thầm tích góp lực lượng, sẽ chậm chậm xuất thế, rồi sau đó lần nữa khôi phục đến năm đó chiến lực. Trưởng lão, thế nào? Là Thánh Long gia tộc lại tập kích chúng ta phân đà. Ba vị hợp đạo cảnh hộ pháp tiến lên hỏi thăm. Bọn họ đã không phải là lần trước vậy khều một cái hộ pháp, là từ những thứ khác thiền điện điều tới đây hợp đạo cảnh thần quân, giờ phút này cũng một mặt mờ mịt nhìn cái thế cực kình vậy ngũ trưởng lão trào máu. Cút! Thánh Long gia tộc coi là cái gì? Hồi phục à! Hồn thiên có chút lời nói không có mạch lạc, một cái tát đánh bay một cái hợp đạo cảnh hộ pháp, chợt cặp mắt đỏ tươi, cưỡng ép chấn định lại, bắt những thứ khác hai vị hộ pháp, thận trọng nói, bây giờ... Lập tức liên lạc tất cả đại thái thượng trưởng lão, không, trực tiếp liên lạc điện chủ. Để cho hắn từ ma vực bên trong lui ra ngoài. Bổn trưởng lão có liên quan ư hồn điện sống chết nguy hiểm sự việc, muốn nói cho hắn biết. Hắn bây giờ người bị thương nặng,
đã không có lực lượng liên lạc thân ở ma vực ở giữa hồn điện điện chủ. Cái này, ngũ trưởng lão, một khi sự việc không phải thật đặc biệt trọng yếu nói. Điện chủ có thể giết chúng ta à? Chính giữa một vị hợp đạo cảnh hộ pháp từ từ nói, Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc, chủ lực đều ở đây ma vực đối lập, cũng hoặc là ở đánh chết ma vực bên trong, điện chủ và những thứ khác tiền bối, cũng thành tựu bị chiêu mộ nhân viên, một khi chúng ta sự việc đi công tác sai, điện chủ đường đột hồi. Lời nói còn không có rơi. Hồn Thiên một cái tát đánh tan nát vị này hợp đạo cảnh hộ pháp đầu. Chợt một khắc sau, bị phân bay ra ngoài, tàn thi, tự đi diễn sinh ra một cổ lực lượng, khôi phục đầu lâu, hơi thở nhưng là vô cùng yếu ớt. Đây là hồn điện cường giả đặc thù năng lực. Hợp đạo cảnh võ giả, dù là đầu lâu bị đánh bể, cũng không phải thật chết. Thân xác bị đánh bể, chỉ cần thần hồn lực vẫn còn ở, lại cất giữ hàng loạt thần hồn lực nói, đều có thể sống. Hồn Thiên trưởng lão là dưới cơn giận dữ, không muốn nghe hắn dài dòng, trực tiếp đánh bể hắn đầu lâu, làm hắn bị thương nặng. Vị này hợp đạo cảnh hộ pháp miễn cưỡng sau khi khôi phục, vậy không dám nói nhiều nữa bảo, đàng hoàng đứng. Ngoài ra một vị hộ pháp lại là thần sắc lạnh như băng, run rẩy ngắm nhìn Hồn Thiên trưởng lão, không dám nói lời nào, rất sợ một khắc sau cũng bị đánh bể đầu lâu, vậy coi như là bị thương nặng liền à. Không cái chừng trăm năm cũng đừng nghĩ khôi phục được. Hồn Thiên trưởng lão nhìn bọn họ hai cái, hít thở sâu một hơi, tâm trạng tạm thời ổn định lại, chợt nói, các ngươi đi điều khiển thiền điện ở giữa càn khôn thiên địa nghi, vận chuyển các ngươi lực lượng, lại phối hợp trong điện lưu lại một ít bảo vật, là có thể liên lạc với điện chủ. Trên thực tế, hắn không phải thật không thể đi liên lạc hồn điện điện chủ. Chỉ là muốn liên lạc với cần vận dụng năng lực quá mức khổng lồ. Bởi vì phải xuyên qua ngàn vạn dặm không gian, hắn nếu như thời kỳ toàn thịnh sử dụng một lần, còn chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề, bây giờ dùng, đoán chừng chiến lực chỉ có thể còn lại hết sức lực, vậy thì tương đương với tạo hóa cảnh 2 tam tầng thiên chiến lực, đến lúc đó tùy tiện tới cái tạo hóa cảnh trung kỳ võ giả, đều có thể muốn mạng hắn. Cho nên, hắn để cho ở lại giữ hồn điện ở giữa mười mấy vị hợp đạo cảnh hộ pháp liên thủ phát động càn khôn thiên địa nghi, liên lạc hồn điện điện chủ. Nơi này mặc dù là hồn điện trụ sở chính, nhưng là tất cả đại trưởng lão đều không ở đây, một số đi đông vực phượng hoàng gia tộc, còn dư lại đa số trưởng lão bị hai đại đứng đầu gia tộc, chiêu mộ đi đối phó ma vực ở giữa tồn tại, thật là không có nhiều ít trưởng lão lưu cất. Nếu không, nơi nào sẽ như vậy? Sớm đã có phong thần võ giả phá vỡ hư không, trực tiếp chấn động giết Diệp Thần. Cho biết điện chủ, thượng cổ huyết long tin đồn. Bổn trưởng lão đã chứng thật là thật. Hồn Thiên chậm rãi tự thuật nói, thượng cổ huyết ma long thần cũng không chết, chỉ là rơi vào trong ngủ mê, mà nay đã tỉnh lại, bước đầu có hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh giữa chiến lực, phụ thuộc vào ở một người thanh niên võ giả trên mình, thanh niên kia võ giả hiện đang ở Tây vực ta hồn điện thứ 7 phân đà chính giữa. Ta sẽ truyền lệnh thứ 7 phân đà trưởng lão, toàn lực lưu lại thằng nhóc kia. Sau này, ta sẽ phái bây giờ tổng trong điện, còn có thể xuất chiến thần quân hộ pháp đi đánh chết. Người này nhập thần cảnh cửu tầng thiên cũng hoặc là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, hết sức quái dị, ta không cách nào bảo đảm có thể lưu lại hắn, nhưng sẽ đem hết toàn lực ra tay, mời điện chủ mau trở về, giải quyết người này. Không hổ là tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp tồn tại. Thấy được thanh niên võ giả và huyết long bùng nổ tuyệt đối chiến lực, đánh chết thiên địa hồn long sau đó. Cũng chỉ là nói không cách nào bảo đảm có thể lưu lại, nhưng sẽ đem hết toàn lực, cũng không gánh trách nhiệm đảm nhiệm, vậy sẽ không bị điện chủ trách cứ. Tuân lệnh, trưởng lão. Chúng ta lập tức đi gửi tin tức. Hai vị hộ pháp vội vàng đi ra ngoài. Hồn Thiên ngưng mắt nhìn đầy trời tinh thần, như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói nhỏ, điện chủ, đạt được tin tức này, hẳn sẽ rất mau trở lại đi. Người này, quá mức tà môn. Hắn thậm chí không ngừng suy tư nói, bổn tôn trước cảm giác được thượng cổ huyết ma long thần hơi thở. Nguyên lấy là hơn cổ huyết ma long thần đầu phục Bắc Cung gia tộc trong khu vực tạo hóa cảnh, cũng hoặc là hợp đạo cảnh võ giả. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Nó đầu dựa vào là một cái nhập thần cảnh cửu tầng thiên nhãi con. Thứ 7 phân đà, hợp đạo cảnh 8 vị, cộng thêm thứ 10 thất trưởng lão, bây giờ hẳn còn có tạo hóa cảnh nhị tầng thiên tu vi. Này cùng tu vi,
dù là cùng địa phương Bắc Cung gia tộc khai chiến, cũng có thể kéo rất lâu thời gian, làm sao, ta cảm giác có chút mệt không ở thằng nhóc kia đâu. Hồn Thiên tâm thần có chút thấp thỏm, chợt lấy ra lệnh bài, bắt đầu liên lạc thứ bảy phân đà hồn tộc trưởng lão. Khinh thường bất cứ giá nào. Muốn ngăn ở người nọ. Nếu như có thể, muốn vây khốn đối phương. Thượng cổ huyết ma long thần phụ thuộc vào người, tuyệt không biết đơn giản. Huống chi, huyết ma long thần hồi phục sau đó, cho dù không có khôi phục năm đó đỉnh cấp chiến lực, nhưng vậy nhất định có hậu thủ. Để cho 10 thất trưởng lão trước ngăn lại. Nếu như không ngăn được, bổn trưởng lão lại nghĩ biện pháp ra tay. Hiện nay, hồn thiên trưởng lão cảm giác được mình cực độ đánh giá cao Diệp Thần, không có tự mình động thủ, quyết định để cho tại chỗ 10 thất trưởng lão ra tay, không tự mình ra tay, trừ phi 10 thất trưởng lão chiến bại, mình sẽ ra tay. Hắn bây giờ thương thế vô cùng là nghiêm trọng. Nào dám tự tiện động thủ à, coi là kẻ thù hồn điện há chỉ một cái môn phái à. Nếu là tự tiện động thủ, cho dù đánh chết Diệp Thần, nếu như bị những thứ khác lên cùng môn phái bắt cơ hội, mình vậy phải bỏ mạng à. Vạn niên hồn long trận bên trong. Ba đạo thần quang ngất trời. Ba tôn kim Phật treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, hắn hạ dần dần sinh ra từng ngọn đài sen. Lộ vẻ được phá lệ thần thánh. Một khắc sau, một cổ thời gian pháp tác lực phun trào ra, dẫn được thiên địa chấn động, hư không chấn động, vô cùng khí tức mạnh mẽ khơi thông ra, thật giống như thượng cổ đại năng xuất thế vậy, ba vị kim Phật, phá cảnh thành tựu hợp đạo cảnh, chính thức trở thành ba vị thần Phật. Kim Phật, thần Phật, hai người kém một chữ, lại có ngàn dặm ly biệt. Cái trước ý nghĩa nắm giữ không gian quy luật, người sau ý nghĩa nắm giữ thời gian pháp tắc, người sau lực lượng có thể thay đổi địch nhân thời gian tốc độ chảy, mình thời gian tốc độ chảy, đã có bộ phận mất đi lực, có thể lợi dụng thời gian pháp tắc trôi qua địch nhân thọ nguyên. Ha ha ha! Đa tạ đồ nhi, vi sư hợp đạo mà thành, định giúp người chém đán người hồn tộc. Nguyệt quang Phật ầm ầm cười to, chắp hai tay sau lưng tách thả ra kim quang, một cái Phật gia thần vương đạo kéo dài mở. Hắn chừng mỗi người có một tôn thời gian La Hán và không gian La Hán, chính là hai cổ quy luật lực lộ vẻ hóa thành. Vào giờ phút này, hắn vượt qua phá cảnh đến hợp đạo cảnh, lại là trực tiếp lên cấp hợp đạo cảnh tam tầng thiên. Hắn dùng là kim Phật mật tông chủ trì lưu lại tam phẩm hợp đạo thần khí, nội tình vốn là thâm hậu, mới sẽ liên tiếp đột phá ba cảnh giới. Ngã Phật từ bi. Bất quá Phật từng có nói, trừ ma vệ đạo, chính là chúng ta quang vinh. Hồn tộc là ma, làm trừ. Nhật quang Phật chắp hai tay, giống vậy đắc đạo thần Phật chi quả, đã là hợp đạo cảnh tứ tầng thiên. Đồ nhi. Mà nay không sợ, hồn tộc coi là cái gì, vi sư định giết hắn hợp đạo cảnh ma đầu, còn ngươi hôm nay ân. Dược sư Phật sau lưng kim quang và thần vương nói, hơn nữa hùng vĩ, hắn tự mình đã đạt hợp đạo cảnh tứ tầng thiên đỉnh cấp, khoảng cách ngũ tầng thiên cũng chỉ có một bước xa. Hắn và Nguyệt Quang Phật đều dùng được ngũ phẩm hợp đạo thần khí đột phá, kỳ thần khí bản thân nội tình mạnh mẽ, kết hợp bọn họ bản thân, tự nhiên vừa vỡ cảnh liền vượt xa võ giả tầm thường. Nguyên bản, bọn họ vậy một đạo thần hồn lực, đã vô cùng yếu ớt, thậm chí không bằng thần vương cảnh võ giả thần hồn lực, nhưng là ngàn năm qua ở luân hồi mộ địa tư bổ hạ, thần hồn lực được mạnh mẽ 10 lần tới hơn, tự nhiên nội tình thâm hậu. Thật ra thì bao gồm nguyên bản Côn Lôn hư những cường giả kia. Lâm Thanh Huyền, huyết thất giả các người, thần hồn lực cũng đều được luân hồi mộ địa tự bổ, nếu không bọn họ ở đâu ra lực lượng nhiều lần trợ giúp Diệp Thần à. Bất quá, lực lượng tóm lại là có hạn, tiêu hao hết bộ phận này thần hồn lực vậy được tiêu tán, còn như bản thể thân phận thật sự có biết hay không, vậy thì không nhất định. Lại phá cho ta. Hôm nay ta liền muốn nhìn ta một chút cực hạn ở đâu. Diệp Thần vậy theo cao quát một tiếng, bay lên không, sau lưng năm cái thần vương nói, giống như năm cái thiên sông ngang qua bầu trời mênh mông, vô cùng hùng vĩ huy hoàng, thả ra lực lượng đem phía dưới nước đen huyền sông nhanh chóng bốc hơi, không tới 10 giây, nguyên bản mặt sông vô căn cứ giảm xuống 10 mét chi hơn. Giết hại thần vương nói, chủ thiên hạ giết hại, máu không chảy khô, giết hại vượt quá. Hủy diệt thần vương nói, xuất xứ từ hậu thế gian mạnh nhất đánh giết lực lượng. Một khi sử dụng, trừ phi muốn khắc chế lực lượng, cũng hoặc là giống vậy lực lượng hủy diệt, nếu không ai cũng không ngăn nổi, dù là hợp đạo cảnh võ giả cũng giống vậy. Bất diệt thần vương nói,
Thần hồn lực bất diệt, thì thần vương đạo bất diệt, vì vậy không tồn tại đoạn đạo nguy hiểm. Mất đi thần vương nói, mất đi thế gian hết thảy lực lượng, mất đi hết thảy thọ nguyên. Độ hóa thần vương nói, độ hóa thiên hạ võ giả, độ hóa thiên hạ yêu ma, chỉ cần là sinh linh, đều có thể bị hắn độ hóa, là Diệp Thần sử dụng. Phật gia đại đạo diễn hóa là thần vương đạo lúc, hoàn toàn diễn biến thành độ hóa thần vương nói, từ nay về sau Diệp Thần là được không cần tiêu hao thần hồn lực, trực tiếp vận dụng độ hóa thần vương đạo lực là được đem độ hóa thu phục, triệt triệt để thu phục, không còn là càn khôn kiếm ấn như vậy mặt phục lòng không phục tình huống. Đồng thời, Diệp Thần lên cấp thần vương cảnh tam tầng thiên, thân xác lên cấp là giả thể kỳ cấp 6. Trên thực tế, Diệp Thần chứa một chuôi cấp 7 hợp đạo thần khí, theo đạo lý mà nói, không thể nào chỉ là thần vương cảnh tam tầng thiên. Ít nhất là thần vương cảnh cửu tầng thiên, nhưng năm cái thần vương đạo đồng hành, tiêu hao nhiều lực lượng, cho tới hắn dừng lại tam tầng thiên, thêm nữa một ít đặc thù đạo lực, thời gian pháp tắc lực lượng, Diệp Thần bây giờ cũng không cách nào tiêu hao. Đến khi nhất định thời gian, thần vương đạo hiểu được đi, lĩnh ngộ ra quy luật lực lượng. Cảnh giới tự nhiên sau đó tăng lên. Thần vương cảnh, thần vương đạo, Diệp Thần cảm thụ lực lượng bây giờ, thần giác không khỏi được buộc vòng quanh một nụ cười, bây giờ mình lực lượng so có thể trước cường đại 10 lần chi hơn à, cho dù lại đối mặt hồn tộc 8 đại thần quân, cũng có chút đối kháng vốn liếng. Hắn thu 5 cái thần vương nói, cảm ngộ một phen tự thân. Bây giờ tình huống, có chút tương tự với nhập thần cảnh vậy sẽ đi. Dung luyện liền quá mạnh mẽ binh khí, trong cơ thể tích lũy rất nhiều lực lượng, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa, như vậy, hỗn nguyên cảnh cũng có thể kỳ. Chợt, Diệp Thần hướng 3 vị thần Phật ôm quyền tỏ ý, chúc mừng 3 vị sư tôn phá cảnh. Ta Kim Phật Mật Tông, rất nhanh thì có ngày xây lại. Không cần bao lâu, phái ta đem danh chấn đại lục, mà vực những tên kia vậy sẽ làm run rẩy. Bái kiến tông chủ, 3 vị thần Phật đồng thời hợp tay, hướng Diệp Thần cúi người tỏ ý, Diệp Thần tuy là bọn họ đệ tử, nhưng Diệp Thần mới là Kim Phật Mật Tông tông chủ, để cho môn phái danh chấn đại lục sự việc, còn muốn dựa vào tông chủ mới được. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, 3 vị sư tôn, trước vào luân hồi mộ địa đi. Hắn đi tới luân hồi mộ địa bên trong, hướng mấy vị khác sư tôn ôm quyền, thận trọng nói, các vị sư tôn, xin chớ cuống cuồng. Đợi đến đầu nhi có chiến lực mạnh mẽ sau đó, định sẽ đem các vị sư tôn giải cứu ra. Được. Băng kiếm tiên tôn, 3 đại thần quân rối rít đáp lại, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. 3 vị kim Phật phá cảnh, trở thành 3 vị thần Phật, cũng là dựa vào Diệp Thần. Diệp Thần như vậy hướng chúng ta cam kết, như vậy, bọn họ thân phận thật sự tất nhiên có thể giải khốn. Diệp Thần biết tình huống bây giờ khẩn cấp. Liền bắt đầu hướng vạn niên hồn long trận đi ra ngoài, lấy hắn cảnh giới bây giờ, một ít nham thạch nóng chảy, gió bão chế thành đặc thù hoàn cảnh tổn thương, đã không nói ở đây. Thứ 7 phân đà, trong lầu các 3 vị tạo hóa cảnh võ giả, đều là sắc mặt không rõ ràng, khi thì nhìn vạn niên hồn long trận, nhưng ngại vì trận pháp tính đặc thù, lại không có biện pháp nhìn thấu bên trong tình huống, linh vận tiên tôn thiên địa kính cũng bị đánh nát, làm được mọi người hơn nữa kinh ngạc. Thiên địa kính bể. Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử, đáng chết liền đi. Linh vận tiên tôn có chút thất lạc, nguyên lấy là thằng nhóc này có thể sống đi ra, không nghĩ tới lại có thể cuồng ngông đến phá hủy hồn tộc trồng trọt vạn năm hồn long thảo long ổ, cho tới thiên địa hồn long nổi điên, cả thiên địa kính đều tan nát, dưới tình huống như vậy, Diệp Thần làm sao có thể không chết. Thiên địa hồn long à. Nguyên bản chỉ là trận linh. Nhưng cũng có hợp đạo cảnh tầng 7 tầng 8 ngày chiến lực. Diệp Thần lại có thể dám can đảm cưỡng ép đánh lén thiên địa hồn long, còn nghĩ hắn đưa tới đi. Như vậy hành vi, thật là vô cùng gan dạ. Cơ hồ giống như là không muốn sống nữa. Nhưng là, hắn làm được. Nhưng mà, hắn lại phá hủy hồn tộc trồng trọt vạn năm hồn long thảo long ổ, đến mức bị thiên địa hồn long phát hiện, dù là bị phát hiện. Cũng đem thiên địa hồn long đánh trọng thương, rất miễn cưỡng ép được thiên địa hồn long bùng nổ hồn điện trưởng lão lưu lại lực lượng. Như đổi thành lúc bình thường. Đổi thành nàng linh tiên đế cung đệ tử, làm ra như vậy hành vi, nàng cũng sẽ khen ngợi một tiếng tốt, cảm thấy đối phương đảm phách đáng khen, có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Nhưng là làm được người là Diệp Thần, vậy cũng lại bất đồng.
Linh Vận Tiên Tôn cố nhiên yêu tài, nhưng chỉ tiếc nàng có thể khống chế thiên tài. Nếu như không thể khống chế, nàng liền sẽ đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Hồn tộc, Long Ổ. Thiên địa hồn long. Bắc Cung Hoành Thiên như xương đánh quả cà, tê liệt trên ghế ngồi, mặt đầy ảm đạm. Xong rồi à. Diệp Thần chết. Bản gia chủ thật vất vả quyết định đầu tư hắn, thậm chí chuẩn bị trợ giúp hắn, nhưng mà hắn bị thiên địa hồn long giết chết. Nghĩ tới đây sao một màn, hắn đều không đáng ở trong lòng kêu gào, Diệp Thần, người cái này tiểu tử cuồng vọng, đừng như thế chịu chết có được hay không. Lão tử cũng chuẩn bị gả con gái mà cho ngươi, ngươi lại đi chịu chết. Khốn kiếp! Phụ lòng bản gia chủ một bộ đầu tư nóng lòng, còn hủy diệt Long Ổ, như vậy hơn bụi cây vạn năm hồn long thảo à. Nếu không phải gia tộc Thái Thượng trưởng lão núp ở trong hư không, bản gia chủ cũng chuẩn bị bỏ chạy à, ai biết hồn tộc vậy lão vương bát đản này, không thể đối với ngươi động thủ, sẽ không đối với ta động thủ à. Nhưng mà ta mang ngươi tới à. Vậy lão vương bát đản này, vô cùng có thể tìm ta phiền toái. Bắc Cung Hoành Thiên quan sát một chút hồn tộc lão gia hồn diệt sinh, liền trực câu câu đứng, ánh mắt che lấp tới cực điểm, ngay tức khắc hắn cảm giác, ngày nay tối xuống. Hồn diệt sinh à, hồn tộc thứ 10 thất trưởng lão à. Nếu không phải bởi vì khế ước vấn đề, sợ rằng đã đi giết, bây giờ đoán chừng tức bể phổi. Diệp Thần tiểu xúc sinh này. Giết. Có chút lãng phí, hồn diệt sinh cặp mắt cực độ che lấp, quả đấm chặt chẽ nắm, cắn răng nghiến lợi nói, hẳn tháo kỳ cốt, ăn thịt, uống hắn máu, lại dùng lửa cháy bừng bừng chế tạo hắn thần hồn ngàn năm, không, vạn năm. Tám đại thần quân nghe lệnh à. Hắn cuồng loạn giống lên, chợt đập bàn một cái, ngay tức thì đem tím cái bàn gỗ đàn đánh thành phấn vụn, lần nữa giận dữ hét, tất cả hồn tộc người nghe lệnh, tiến vào vạn niên hồn long trận. Tìm kiếm Diệp Thần thi thể. Bổn trưởng lão phải đem xương nghiền thanh cho rắc. Vượt quá, tìm kiếm hắn tàn niệm, tàn phá thần hồn lực. Bổn trưởng lão tuyệt không buông tha hắn, tuyệt không. Hồn diệt sinh chấn thủ nơi này yếu địa, đã 10.000 năm à, sẽ đi qua kỷ năm cái nhóm này thiên địa hồn long cỏ hoàn toàn thành thục sau đó, hái sau đưa cho tổng điện, là được có thể bởi vì chiến công đạt được chữa thương vật, như vậy thương thế có thể giải quyết. Có thể khôi phục năm xưa đỉnh đỉnh chiến lực. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng phá hủy. Đều là cái này kêu Diệp Thần xúc sinh. Dù là ngươi chỉ còn lại một cục xương, một giọt máu, hồn diệt sinh cũng sẽ không để cho Diệp Thần tốt hơn. Trưởng lão, chúng ta lập tức lên đường. Tám vị thần quân phóng lên cao. Trăm vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp cũng theo đó ngất trời, đi theo tám vị thần quân đồng loạt lên đường. Thanh thế thật lớn, muốn tìm kiếm Diệp Thần hài cốt. Đang lúc này, thiên địa biến hóa, một quả màu vàng lệnh bài biến dạng hư không tới, chính giữa hàm chứa một cổ cực mạnh tồn tại lực lượng. Là hồn thiên trưởng lão đưa tin lệnh bài, biến dạng hư không chạy đến. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Màu vàng lệnh bài đổi thành một cổ chấn động thiên địa sáng bóng, một đạo hư ảnh hiển hóa ra, là hồn thiên trưởng lão hình dáng. Hồn thiên trưởng lão hư ảnh giống như là đế vương vậy, tuyên bố, hồn diệt sinh, điều động thủ hạ ngươi võ giả, toàn lực giết trong sát trận thanh niên, nếu không có thể chu diệt, thì đem vây lại, báo lên bổn trưởng lão. Lời nói vừa ra, thiên địa hoảng sợ, mọi người cũng ngưng mắt nhìn hồn thiên trưởng lão hư ảnh, một mặt không thể tin. Diệp Thần không có chết. Làm sao có thể? Thiên địa hồn long bùng nổ hồn thiên trưởng lão lưu lại lực lượng à? Đây chính là có thể chu diệt tạo hóa cảnh đại năng lực lượng à, lại có thể giết không chết Diệp Thần. Còn muốn chúng ta toàn lực ra tay, vây giết Diệp Thần. Không giết được liền vây lại, chờ đợi hồn thiên trưởng lão người chạy tới. Diệp Thần, chẳng lẽ không phải là nhập thần cảnh cửu tầng thiên? Là hợp đạo cảnh cửu tầng thiên sao? Cho tới cao cao tại thượng hồn thiên trưởng lão, cũng tự mình lên tiếng. Ngũ trưởng lão, thật không? Hồn diệt sinh trưởng lão hỏi thăm. Tự nhiên là thật, muốn là giả, lão phu muốn ngươi ra tay làm chi? Hồn thiên trưởng lão có chút không vui, nói, lần này vạn năm hồn long thảo hủy xấu xa chuyện, bổn trưởng lão có thể không so đo ngươi sai trái, nhưng ngươi phải đem Diệp Thần cho bổn trưởng lão tập nã. Một khi tập nã, bổn trưởng lão sẽ đích thân tới tiếp thu.
đến lúc đó, có lẽ có thể cho ngươi một ít chữa trị đại đạo căn cơ đan dược. Nghe được có thể được chữa trị đại đạo căn cơ đan dược lúc. Hồn Diệt Sinh cả người cũng kích động, cuối cùng đến lúc à. 500 năm à. Trọng thương 500 năm, một mực không tốt, nguyên lấy là hy vọng phá không, không nghĩ tới bây giờ lại có. Chợt một khắc sau, hắn phẫn nộ quát tám đại thần quân, 170 vị hỗn nguyên cảnh võ giả, tất cả đều vây khốn ở thiên địa hồn long ngoài trận, chờ đợi Diệp Thần đi ra, liền động thủ đem bắt. Tuân lệnh. Rất nhiều hồn tộc võ giả tiếp liền nghe lệnh, bày ra trận pháp, chờ đợi Diệp Thần đi ra, liền lập tức tập nã. Tổng điện trưởng lão lên tiếng à. Bắt được Diệp Thần. Lão tổ có thể được bảo vật, bọn họ cũng có thể được một ít khen thưởng. Lão tổ ăn thịt, bọn họ uống chút canh cũng không tệ à. Thêm nữa, trời giết này Diệp Thần, làm hại chúng ta như thế nhiều nhập thần cảnh tộc nhân chết thảm ở Thanh Kiếm Tiên Tôn thủ hạ. Hôm nay nếu không phải là đem hắn tập nã, lại sai đưa đến Tổng điện xử tử lăng chỉ không thể. Linh Vận Tiên Tôn và Bắc Cung Hoành Thiên, cùng với âm thầm mấy vị Bắc Cung gia Thái Thượng trưởng lão, nghe được Hồn Diệt Sinh và Hồn Thiên đối thoại, đều là thần sắc chấn động một cái. Diệp Thần không có chết. Không có chết. Bắc Cung Hoành Thiên không biết là cao hứng hay là bi ai, trong chốc lát tỉnh lại, vậy cổ suy bại cảm nhất thời rõ ràng không còn một mống. Diệp Thần không có chết, tất nhiên có hắn lá bài tẩy. Có lẽ lần này có thể chạy khỏi đi ra ngoài đây. Có lẽ, bên cạnh vừa vặn thì có Vạn Kiếm Đế Cung Kiếm Tôn trưởng lão đang bảo vệ đâu. Lần này nếu như không đứng tốt đội, ngày khác tất nhiên hối hận suốt đời. Giờ khắc này, Bắc Cung Hoành Thiên hoàn toàn chuẩn bị đứng đội Diệp Thần. Linh Vận Tiên Tôn trong chốc lát không phản ứng kịp, tự nhủ, Hồn Thiên lão nhân kia. Để cho Hồn Diệt Sinh bắt Diệp Thần. Làm sao, Diệp Thần một ít bí mật bại lộ, tại sao chính hắn không đến? Sợ ta? Không đúng à, Hồn Điện không sợ ta Linh Tiên Đế Cung à? Lão nhân kia đang suy nghĩ gì đấy? So sánh với Bắc Cung Hoành Thiên vui sướng và khiếp sợ, Linh Vận Tiên Tôn càng phần nhiều là không rõ ràng. Một cái tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp Hồn Thiên, rõ ràng như vậy căm ghét phá trận Diệp Thần. Cũng không tự mình động thủ, ngược lại để cho thủ hạ ra tay, có vấn đề. Chẳng lẽ, Diệp Thần thằng nhóc này, sau lưng vượt quá Côn Lôn Hư những người đó. Vạn Kiếm Đế Cung những cái kia lão già kia cũng tới. Hồn Thiên chuẩn bị tích góp lực lượng, đối phó những lão gia hỏa kia. Đang nàng đoán đồng thời, Vạn Niên Hồn Long trận phía ngoài nhất tuôn ra từng đạo công kích, lớn như vậy trận pháp, che khuất bầu trời vậy trận pháp. Lại có thể ở đạo đạo công kích dưới, hoàn toàn vỡ ra. Chính giữa, một người thanh niên võ giả người mặc hỗn nguyên tiên khí áo giáp, tay cầm thần kiếm, chậm rãi đi ra, đối mặt mấy trăm cường địch sừng sững không sợ, giống như là viễn cổ chiến thần vậy, vô luận kẻ địch có nhiều ít, mạnh bao nhiêu, tất cả sẽ chết ở trên tay hắn. Diệp Thần, thật không có chết. Không có chết. Linh Vận Tiên Tôn và Bắc Cung Hoành Thiên tất cả đều có chút lạ thường. Cuối cùng thấy được Diệp Thần còn sống đi ra, trong lòng niệm tưởng bị chứng minh hơn nửa. Ngay lù lù, Hồn Diệt Sinh nhảy vút thiên ra, vùng đao chĩa thẳng vào Diệp Thần, nổi giận nói, ngươi tiểu súc sinh này, dám can đảm hủy ta hồn tộc căn cơ, bây giờ Nhật Bản Tôn liền muốn chu diệt ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn thuận theo, vậy thì ném xuống vũ khí tự phế tu vi, còn có thể khỏi bị một ít đau khổ da thịt. Ngươi muốn động thủ? Lão già kia à, ngươi động thủ à? Ta đang muốn xem ngươi động thủ đâu. Diệp Thần khua kiếm chỉ Hồn Diệt Sinh, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt lại quét qua trước mắt hồn tộc người, cười to nói, ta muốn diệt chỗ này nơi hồn tộc, đã không phải là một hai ngày, người ra tay bị thiên lôi bổ, ta liền diệt người ở đây, vậy hợp ta tâm ý. Khế ước. Thượng cổ huyết ma thánh khế ước. Thời đại kia cường đại nhất quá hư cảnh cường giả, tự hào huyết ma thánh khủng bố tồn tại. Đã từng thống trị linh võ đại lục đếm trăm ngàn năm trước ma đạo đỉnh cấp nhân vật, hơn nữa chế hơn đạo pháp thì, hơn đặc thù đại đạo, bao gồm hủy diệt quy luật và mất đi quy luật, cũng là hắn sáng tạo, lại là sáng tạo ra huyết ma khế ước, chỉ là sau đó gặp gỡ một vị đến từ tại cửu u đứng đầu tồn tại. Hai vị thái hư cảnh phong thánh cường giả nhất chiến hơn 10 năm, mới vừa phân ra thắng bại. Từ sau đó huyết ma thánh không xuất hiện nữa ở linh võ đại lục, ma đạo suy yếu. Nhưng là hắn sáng lập rất nhiều quy luật,
đại đạo lực, cùng với huyết ma khế ước nhưng là bị linh võ đại lục thiên đạo và đại đạo cho phép, từ đó một mực truyền lưu đến nay. Huyết ma thánh khế ước. Nói đúng vị kia ma thánh lực lượng bảo tồn được khế ước, bảo đảm trái với điều ước người sẽ phải chịu đánh giết. Nhưng trong thực tế, nhiều năm như vậy đã qua, huyết ma thánh lực lượng đã sớm tiêu hao không còn một mống, ngược lại là thiên đạo lực lượng đang duy trì. Dù là phong tước hiệu chân thần phong môn cảnh võ giả, không tuân theo huyết ma khế ước, cũng sẽ bị thiên đạo lực lượng huyễn hóa ra tới thiên lôi đánh giết. Cho nên, Diệp Thần không sợ chút nào hồn diệt sinh. Ngươi chính là cường giả tạo hóa cảnh thì như thế nào? Ngươi có thể làm ta thế nào? Ngươi dám động tay, ta không cần ra tay, ngươi cũng sẽ chết ở trên trời sấm dưới. Mà ngươi chỗ này nơi hồn tộc, cũng đem bị ta tàn sát không còn một mống. Đây cũng là Diệp Thần sức. Ta động thủ. Ha ha ha. Âm hiểm xảo trá tiểu tử, ngươi tàn nhẫn độc, ngươi lợi hại. Bổn trưởng lão không động thủ. Hồn diệt sinh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra đoạn văn này, nhưng là vẫy tay nói, tám đại thần quân, cùng với những thứ khác hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh hộ pháp đợi một chút, toàn bộ ra tay, cho ta đánh chết Diệp Thần. Diệp Thần không chết. Các ngươi chết. Chấn động thiên địa lời nói vừa ra. Toàn bộ hồn tộc cường giả cũng kích động, ngay tức khắc hàng loạt cường giả ra tay, các loại tiên khí đĩa bay ra, thậm chí đem chân trời cũng che đậy. Mấy trăm thần vương cảnh, trên trăm hỗn nguyên cảnh, tám vị hợp đạo cảnh. Như vậy chi hơn, lớn mạnh như vậy võ giả ra tay. Cho dù là hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cũng sẽ ở trong chốc lát bị đánh bạo đi. Bảy vị sư tôn, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần vung cánh tay hô lên, trong cơ thể xông ra hơn cổ lực lượng, đến từ ba đại thần quân và băng kiếm tiên tôn. Trước đây để dành mười mấy chuôi, mấy trăm chuôi thần vương khí hỗn nguyên tiên khí đồng loạt giết ra. Oanh! Binh bịch bịch! Hơn ngàn binh khí va chạm chung một chỗ. Vẻn vẹn là dư âm cũng bị thương nặng không thiếu hồn tộc võ giả. Diệp Thần tự mình đánh giết ra, có thể so với hợp đạo cảnh trung kỳ chiến lực, huy động chu thần kiếm. Một kiếm chu diệt 17 vị thần vương cảnh hồn tộc võ giả, lại một cước đá bể hai cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên hồn tộc hộ pháp. Chợt một khắc sau, Diệp Thần né tránh hồn tộc tám đại thần quân công kích, quay đầu đánh giết những thần kia vương cảnh võ giả. Binh bịch bịch, bịch bịch, trên bầu trời từng cái thần vương đạo văng tung tóe. Ý nghĩa từng cái thần vương cảnh võ giả chết. Giờ phút này, trên bầu trời thần vương đạo văng tung tóe thanh âm, này thay nhau vang lên. Nhiều hồn tộc thần vương cảnh võ giả chết thảm. Diệp Thần cùng cảnh vô địch, lại lên cấp thần vương cảnh. Vô luận lại nghịch thiên, mạnh mẽ đi nữa thần vương cảnh võ giả, ở thủ hạ hắn, đều không sẽ chống nổi một chiêu chi hợp. À, giết! Thần vương cảnh lui về phía sau. Hỗn nguyên cảnh ở bên cạnh, kết trận đánh chết Diệp Thần. Kết trận, chúng ta là chủ lực. Tám vị thần quân khàn khàn hầm hừ, lấy bọn họ tốc độ. Lại có thể không theo đuổi Diệp Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần tàn sát những thần kia vương cảnh võ giả. Thần vương cảnh à, có thể làm một thành chủ tồn tại à. Cho dù là chỗ này nơi hồn tộc, cũng có đếm cường giả, chính giữa còn có hơn phân nửa là thiên kiêu võ giả à, tương lai có thể lên cấp hỗn nguyên cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh thiên tài à, giờ phút này mảng lớn chết ở cùng bọn họ cùng lứa Diệp Thần trong tay. Xem được tám vị thần quân tâm cũng đang rỉ máu. Cái này mẹ hắn là yêu quái gì? Nhập thần cảnh đỉnh cấp. Thần vương cảnh sơ kỳ. Đi con mẹ nó. Lúc nào linh võ đại lục rác dưới cảnh giới như thế cường thế? Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư, Tuyệt Hàn Tông, Vạn Năm Hàn. Vô tận khí lạnh tựa như đem điều này Tuyệt Hàn Tông ngàn năm chưa từng cởi mở cấm địa biến thành một tòa tử địa. Từ kính nước tiên sinh cử hành thiên tài thi đấu sau đó, Tuyệt Hàn Tông nghênh trở về chờ đợi ngàn năm thánh nữ, liền lại cũng không có động tĩnh. Dù là Côn Lôn Hư đối kháng đột nhiên phủ xuống huyết linh tộc, dù là vô số tông môn trở thành quang minh điện đường một số, dù là Diệp Thần trở thành xứng đáng không thẹn Côn Lôn Hư đứng đầu. Tuyệt Hàn Tông vẫn không có động tĩnh. Nó liền giống như một cái ngăn cách với đời tông môn, đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không quan tâm. Vạn Năm Hàn ra, mấy vị hơi thở kinh khủng Tuyệt Hàn Tông Thái Thượng trưởng lão trên mặt hiện đầy mồ hôi hột và khẩn trương.
Một vị hồng bào ông già tay cầm một quả ngọc lệnh, không ngừng đi tới lui, hồi lâu, mới ngừng lại, nhìn về phía một vị khác tiên khí bức người cụ già, nói, lão tổ, người thật cảm thấy thánh nữ có thể đi ra Côn Lôn hư, thành tựu Tuyệt Hàn Tông cao nhất đại đạo. Tuyệt Hàn Tông lão tổ sâu đậm nhìn một cái đóng chặt cửa đá, nói chúng ta cùng thánh nữ đợi ước chừng ngàn năm, thánh nữ có thế gian hiếm thấy sát huyết hàn thể, là chúng ta Tuyệt Hàn Tông hy vọng duy nhất. Tất cả mọi người đều biết sát huyết hàn thể là thập đại ách thể một trong, nhưng không biết sát huyết hàn thể cũng có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, sát huyết hàn thể liền có thể trở thành thời đại thượng cổ khiếp sợ vô số cường giả sát huyết linh thể. Phải biết sát huyết linh thể, coi như ở linh võ đại lục, vậy coi như cao cấp huyết mạch. Nói tới chỗ này, Tuyệt Hàn Tông lão tổ bộc phát ra cực mạnh khí thế, con người tựa như phủ đầy bụi lịch sử đột nhiên vạch trần. Côn Lôn hư tất cả tông môn cũng lấy là ta Tuyệt Hàn Tông không thích cùng người câu thông, cũng lấy là ta Tuyệt Hàn Tông nhân tính tử cao lãnh. Bọn họ nhưng hồn nhiên không biết, ta Tuyệt Hàn Tông nội tình tới từ nơi nào. Ta Tuyệt Hàn Tông không thuộc về Côn Lôn hư, mà là tới từ linh võ đại lục. Đã từng Tuyệt Hàn đế cung nhưng mà linh võ đại lục cao cấp tông môn. Nếu như không phải là đám kia xúc sinh, ta Tuyệt Hàn đế cung làm sao có thể luân lạc nơi này. Lời nói vừa ra, một cổ hàn khí lạnh như băng giống như trường kiếm đâm vào rất nhiều thái thượng trưởng lão thân thể. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Dù là hồng bào ông già vậy không chịu nổi cái này lão tổ lực lượng à. Lão tổ, mau dừng lại. Ta, hồng bào ông già chật vật nói. Một khắc sau, Tuyệt Hàn Tông lão tổ phát giác cái gì, liền thu liếm khí thế, mọi người lúc này mới thở ra một hơi. Lão tổ oai, chân thực quá mức kinh người. Tuyệt Hàn Tông lão tổ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, chúng ta Tuyệt Hàn đế cung sống tạm nơi này, chính là vì chờ đợi một cái sát huyết linh thể người. Chỉ cần thánh nữ hôm nay tỉnh lại sát huyết linh thể, liền có thể bước lên linh võ đại lục. Xây lại Tuyệt Hàn đế cung huy hoàng. Không biết thánh nữ bây giờ như thế nào, vạn năm hàn đất năng lượng hẳn đủ đi. Giờ phút này, vạn năm hàn bên trong. Một thiếu nữ tuyệt đẹp ngồi xếp bằng ở một tòa phong cách cổ xưa huyền băng trên. Vô số phù văn ở huyền băng trên phun trào. Thiếu nữ tóc dài đen nhánh hiện lên từng cơn băng xương, mái tóc dài bàn khởi, bông tuyết cây thoa ngọc vừa đúng lúc châm trước. Long lanh trong suốt châu đồ trang sức chiến rủ xuống, ở tóc mai gian chập chờn, đẹp đến mức tận cùng. Thiếu nữ hai tròng mắt như nước, mang như hàn xương lạnh như băng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Cả người quần áo trắng, dùng một cây màu hồng tơ mang nhẹ nhàng khoác ở, bữa lộ vẻ vậy thướt tha dáng vẻ, phong tình vạn trùng. Chỉ cảm thấy sau lưng nàng như có khói dáng khinh long, coi là thật không trong trần thế người, không thể khinh nhờn. Duy nhất không hợp nhau là thiếu nữ giữa eo treo một cái phá thạch đầu. Đá đã không có một tia cấm chế, thiếu nữ nhưng bảo vệ rất tốt. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện cục đá này chính là ban đầu hắn đưa cho Ngụy Dĩnh dùng để trấn áp sát huyết hàn thể tồn tại. Mà đây cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp dĩ nhiên chính là vị kia kinh thành đại học sư phạm người đẹp lão sư, càng bị hắn mang nhập Tuyệt Hàn Tông Ngụy Dĩnh. Nháy mắt tức thì, huyền băng vỡ vụn, một cổ cực mạnh khí thế ở toàn bộ không gian phun trào. Ngụy Dĩnh mở mắt ra, vô số cổ xưa phù văn tràn vào thân thể của nàng. Nàng con người hiện lên xanh thẳm quang, tràn đầy vô tận ma lực. Thiên đạo là đạo, trốn vào hàn cung, lấy máu là tế, thức tỉnh linh thể. Ngụy Dĩnh đôi môi hé mở, thân thể lại là đột nhiên gian lơ lửng, một tia đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân. Nhưng là nàng vẫn cắn răng kiên trì. Nàng biết mình phải làm gì. Tỉnh lại sát huyết linh thể là nàng lớn nhất cơ hội. Đụng. Một cổ chấn động kịch liệt truyền khắp toàn bộ Tuyệt Hàn Tông. Giống như động đất. Đồng thời, một đạo thông thiên chùm tia sáng cắm thẳng vào trời cao. Vô số Côn Lôn hư bế quan cường giả đồng loạt mở mắt ra. Dù là xa ngoài vạn dặm Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên cũng là phát giác cái gì. Bọn họ trong mắt tràn đầy sâu đậm kinh hãi. Đây là người nào, trừ điện chủ, lại có người có thể bùng nổ dị tượng như thế. Cho ta đi thăm dò. Điện chủ rời đi Côn Lôn hư quá lâu, Côn Lôn hư tuyệt đối không thể bởi vì ta Hàn Vân xảy ra chuyện. Hơi thở này thật giống như không thuộc về Côn Lôn hư,
lại để cho ta cảm thấy chết uy hiếp. Rốt cuộc là ai? Hồi lâu, chùm tia sáng biến mất. Mà Tuyệt Hàn Tông cấm địa nhưng là hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt Hàn Tông lão tổ thân thể run rẩy, nàng không dám tin tưởng. Chẳng lẽ hy vọng duy nhất vậy thất bại? Tuyệt Hàn Đế cung thật muốn tiêu tán ở giữa trời đất. Linh võ đại lục truyền thuyết lại nữa. Ngay tại chuyện này, vậy vô tận đá vụn hơi lay động. Một giây kế tiếp, đá vụn bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra, lại là hóa là bột. Rồi sau đó, mọi người tầm mắt bên trong, xuất hiện một cô thiếu nữ tuyệt đẹp. Thiếu nữ hàn mày như đao khắc, trên mình mang một tia tựa như đến từ thiên ngoại khí chất. Từng bước hướng mọi người đi tới. Tuyệt Hàn Tông lão tổ trong mắt dần dần ướt đẫm, cao cao tại thượng lão tổ, đã từng ở linh võ đại lục uy danh vang khắp tồn tại, lại đang một cái trước mặt thiếu nữ quỳ xuống. Bái kiến cung chủ, Tuyệt Hàn Tông vô số thái thượng trưởng lão tại chỗ hóa đá. Lão tổ lại quỳ xuống, hướng một cái thánh nữ quỳ xuống. Một khắc sau, một cổ uy áp phun trào, mọi người cũng là rối rít quỳ xuống. Trong mắt tràn đầy ý thần phục. Các nàng không có lựa chọn. Tuyệt Hàn Tông lão tổ thanh âm nghẹn ngào, tựa như dùng hết khí lực hô, Tuyệt Hàn Đế cung, cao nhất cung chủ. Thống ngự thiên hạ, uy sắp bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Thống ngự thiên hạ, uy sắp bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Từng trận thanh âm chìm ngập hết thảy, nhưng mà Ngụy Dĩnh hoàn toàn không chú ý. Nàng mảnh khảnh tay trắng khẽ động, Tuyệt Hàn Tông lão tổ ngọc trong tay làm liền đến tay nàng bên trong. Khóe miệng nàng buộc vòng quanh một đạo nụ cười, ánh mắt hướng Linh Thành phương hướng nhìn lại, lẩm bẩm nói, ta Tuyệt Hàn Đế cung chìm nổi quá lâu, cũng nên để cho những cái kia linh võ đại lục người biết, chúng ta trở về. Linh võ đại lục, các ngươi ác mộng trở về. Thu liếm nụ cười, vẻ tình cảm nhưng là đột nhiên xuất hiện. Ngụy Dĩnh trong mắt cực kỳ phức tạp, lại nói, còn nữa, tên kia hẳn ngay tại linh võ đại lục đi. Thằng nhóc thúi, lâu như vậy không đến tìm ta, chẳng lẽ quên kinh thành đại học sư phạm vậy đoạn hàng xóm năm tháng. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết Tuyệt Hàn Tông sự tình phát sinh. Hắn mặc dù có chút thời điểm muốn đi tìm Ngụy Dĩnh, nhưng là từ tẩy ao rồng sau đó, Ngụy Dĩnh giống như nhân gian bốc hơi vậy. Hơn nữa huyết linh tộc và Kỳ Tư Thanh mất tích sự việc, Diệp Thần tự nhiên buông xuống đi tìm Ngụy Dĩnh dự định. Dưới mắt, Diệp Thần nguy cơ tứ phía. Hắn duy nhất phải làm, chính là rất miễn cưỡng mở một đường máu. Trên mặt đất, giữa không trung, hồn tộc mấy trăm võ giả tham dự chiến đấu, trong chốc lát lộ vẻ được chiến đấu khu vực rất nhỏ hẹp. Diệp Thần thân pháp cực nhanh, không hợp đạo cảnh võ giả cũng không đánh tới hắn, một khi hợp đạo cảnh thần quân bùng nổ toàn lực, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến hồn tộc võ giả, cho tới 8 vị thần quân cũng không dám toàn lực ra tay. Chỉ có thể kêu thần vương cảnh võ giả lui về phía sau. Hỗn nguyên cảnh cũng chỉ có thể ở bên bờ. Vèo vèo. Phịch. Hai đạo kiếm khí, một cái đao cương bay vào tới. Trực tiếp đánh trúng Diệp Thần ngực, giống như chùy lớn vậy, đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Phịch. Trên mặt đất bị Diệp Thần đập ra một cái hố to, là 3 vị thần quân ra tay. 8 cái hợp đạo cảnh. Một cái nhất tầng thiên. 2 cái nhị tầng thiên, 2 cái tam tầng thiên. Còn có 2 cái tứ tầng thiên, 1 cái ngũ tầng thiên. Diệp Thần quét nhìn 8 đại thần quân, chợt nói, 3 vị sư tôn ra tay, giúp ta chặn một ít hợp đạo cảnh võ giả, ta tự mình chu diệt vậy hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên cái đó. Vèo vèo vèo. 3 đạo kim quang phóng lên cao. Nhật quang Phật, Nguyệt quang Phật, Dược sư Phật phân biệt từ luân hồi mộ địa bên trong giết ra tới, tay cầm hàng ma sử. Trực tiếp ngăn cản 7 vị hợp đạo cảnh võ giả. Linh Vận Tiên Tôn cùng với hồn tộc lão tổ thấy đột nhiên này xuất hiện 3 vị hơi thở kinh khủng thần Phật, hơi ngẩn ra. Bọn họ lại vẫn không có phát hiện, còn có cường giả núp ở trong đó. Theo lý mà nói, như vậy hơi thở tồn tại, căn bản chạy không khỏi thần thức của bọn họ. Nhưng là, thực tế nhưng hung hãn tát các nàng một cái tát. Cái này 3 người chẳng lẽ là giúp Diệp Thần? Một người đến từ rác dưới thế giới con kiến hôi vẫn còn có phần này nội tình. Làm sao có thể? Trong 3 người, duy chỉ có Bắc Cung Hoành Thiên rõ ràng liền cái gì? Dẫu sao Kim Phật Mật Tông là hắn Bắc Cung gia tộc địa giới trên.
Bất quá hắn trong lòng còn có một cái điểm khả nghi, tương truyền Kim Phật chết, Kim Phật tính cách lại là cao ngạo, bọn họ và Diệp Thần vốn cũng không có bất kỳ liên lạc nào, tại sao phải giúp Diệp Thần? Cùng thời khắc đó, Diệp Thần và ba vị thần Phật cùng hồn tộc cường giả chém giết. Ba vị thần Phật lại có thể chỉ là khó khăn lắm rơi xuống gió. Nhìn dáng dấp, có thể vác một lát. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vị kia hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên hồn tộc thần quân, nói ta vận dụng lá bài tẩy, cho tới bây giờ đều là thu hoạch không nhỏ, người chỗ này nơi hồn tộc, ta tất diệt. Ha ha ha, thằng nhóc, người cảnh giới không thấp. Hẳn thần vương cảnh tam tầng thiên liền đi. Vị này thanh bào thần quân mặt coi thường, không ngừng nặn động pháp ấn đánh giết Diệp Thần, chăn trở chém giết chục nghìn mét không gian, phá hủy hơn nửa hồn tộc nhà cửa, nhưng là cười nói, liền làm ngươi có thể vượt biên giới giết người, liền làm ngươi có thể phát huy ra hợp đạo cảnh tam tầng thiên chiến lực. Vậy thì như thế nào? Ngươi cuối cùng được chết, ngươi giết thiên địa hồn long, chắc hẳn dùng không thiếu lực lượng. Bây giờ ta, đủ để đánh chết ngươi. Tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi nhận mệnh đi. Ngươi ta chênh lệch quá xa. Tiếng nói vừa dứt, hắn chợt bổ ra một đao, quanh thân che lấp vô tận hồn lực. Hắn không chỉ có lấy thần hồn kềm chế Diệp Thần, lại là biến dạng không gian thẳng đem đao ý hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần cảnh giới cuối cùng vẫn là quá thấp. Vốn định chống lại, nhưng là phát hiện vậy cuồng bạo đao ý lại trực tiếp đánh lui hắn trăm mét. Xem ra hồn tộc thần quân, quả nhiên không kém. Lời nói mới vừa rơi xuống, thanh bào thần quân đã xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Thanh bào thần quân không dám chút nào khinh thường. Dẫu sao hồn điện trưởng lão thiên địa hồn long cũng bỏ mạng ở thằng nhóc này trong tay à. Quá tà môn. Hắn chợt bổ ra trăm ngàn đao, đao đao có thể chết người, mỗi một đao đều có chu diệt hỗn nguyên cảnh hậu kỳ uy năng. Giữa không trung, Diệp Thần miễn cưỡng ngăn cản, trên mình lực lượng nhưng biến mất rất nhanh, không nhịn được nói, bốn vị sư tôn, lại cho ta một ít lực lượng. Nhưng mà một đạo tức giận thêm thanh âm già nua vang lên. Không cần. Đồ nhi ngươi cố nhiên dị bẩm thiên phú, nhưng là thời gian tu luyện quá ngắn, đối với đạo lĩnh ngộ cũng không đủ. Hôm nay, những thứ này hồn tộc tiểu nhân hèn hạ, như vậy khi dễ ngươi, vi sư bây giờ nhìn không nổi nữa. Tới, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Tiêu Diêu thần quân ngăn cản ba người khác, bỗng nhiên gian tiến vào Diệp Thần thân thể. Thần niệm lực tiến vào Diệp Thần thân thể. Cái này ý tứ là trước thần niệm phải nhanh hơn tiêu hao lực lượng. Tiêu Diêu thần quân cũng không nguyện mình đồ nhi ở linh võ đại lục bị nhục như thế. Dù là bỏ ra giá cực lớn, cũng phải để cho đám người này hối hận đối mặt đồ đệ của mình. Diệp Thần yên lặng nhắm mắt lại. Tựa như không quan tâm chung quanh hết thảy. Cái này ở mọi người nhìn lại thật là hoang đường vô cùng. Phải biết, đang chiến đấu nhắm mắt, không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Hồn tộc thanh bào thần quân thấy vậy, cười lạnh một tiếng, tiểu súc sinh, xem ra ngươi là buông tha chống cự. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới là hồn tộc lực lượng chân chính. Hồn diệt cửu thiên. Một tiếng giống giận dưới, thanh bào thần quân trường đao hoa phá trường không, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Không ngừng đến gần. Tựa như một giây kế tiếp liền muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Thanh bào thần quân khóe miệng đã buộc vòng quanh nụ cười như ý. Ở hắn xem ra, cái này hủy diệt trận pháp người tuổi trẻ cũng không quá như vậy. Cuối cùng là thấp phủ thế giới tới rác dưới. Không chịu nổi một kích rác dưới. Nhưng mà, ngay tại trường đao muốn chạm được Diệp Thần nháy mắt. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Diệp Thần tròng mắt mở ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt. Tựa như đến từ mãi mãi, vượt qua hết thảy. Lại phảng phất từ cửu u địa ngục đi ra ác ma. Sau đó, thanh bào thần quân đao chỉ như vậy treo ở. Giống như bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Cái này, làm sao có thể? Thanh bào thần quân tròng mắt trợn to, giống như gặp quỷ. Sau đó Diệp Thần thân hình hơi thở khí chất đại vi thay đổi, thậm chí động tác cũng có chút không giống. Một đám hạng người xấu, còn dám ngông cuồng. Phá! Trong chốc lát. Thanh bào thần quân trường đao hóa là bột. Sau đó, Tiêu Diêu thần quân điều khiển Diệp Thần thân xác, lăng không sử dụng một kiếm, trực tiếp chặt đứt thanh bào thần quân cánh tay.
lại một quyền một cước oanh kích, cơ hồ đánh bể Thanh Bảo Thần Quân nửa người, tiếp theo lại là vồ đi giết, càng đánh vượt dũng. Một màn này, xem được tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này còn là cái đó đến từ thấp võ thế giới tiểu tử. Đây cũng quá mạnh đi. Tiêu Diêu Thần Quân điều khiển Diệp Thần thân thể, cùng vị kia Thanh Bảo Thần Quân chém giết, ngay lập tức gian đánh được trời long đất lỡ, lớn như vậy nơi hồn tộc, toàn ở bên trong phạm vi công kích, trong chốc lát toàn bộ nhà cửa sụp đổ, vốn là đất bằng phẳng vậy hóa thành từng cái trong cái hố sâu, vô số Temeri phân bay, cái đường nhỏ yếu thần vương cảnh võ giả, bị dư âm chấn động, trực tiếp chết. Chợt, trên bầu trời phát ra đạo đạo nổ tung tiếng. Lại có mấy chục cái thần vương đạo văng tung tóe, sau đó lại có thể hạ nổi lên mưa máu. Đến đây, hồn tộc rơi xuống thần vương cảnh võ giả, cũng sắp gần 200, hơn 100 cái thần vương đạo văng tung tóe, cho tới thiên địa khóc tỉ tê, hạ xuống mưa máu, thanh thế như vậy không kém chút nào hợp đạo cảnh võ giả bỏ mình, cả thiên đạo cũng động dung. Tàn nhẫn, quá độc ác, thời khắc này Diệp Thần quanh thân lưu động một đạo đặc thù đạo vận. Khí tức trên người lại là sâu không lường được. Hắn vượt qua đánh giết Thanh Bảo Thần Quân không có lực phản kháng chút nào, thậm chí đến mỗi một nơi cũng toát ra thân xác lực lượng và mất đi thần vương nói, hủy diệt thần vương nói, trực tiếp chu diệt chung quanh hồn tộc thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh võ giả. Tương đối mà nói, Diệp Thần thực lực tăng lên quá nhanh, không nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, không cách nào phát huy ra nhất chiến lực cường đại. Nhưng là Tiêu Diêu Thần Quân không giống nhau, ở 8.000 năm trước, 3.000 năm chính là hợp đạo cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, thậm chí có thể chiến tạo hóa cảnh võ giả, đối với lực lượng và pháp quyết, thần vương đạo nắm trong tay, vượt qua xa Diệp Thần, càng vượt qua trước mắt Thanh Bảo Thần Quân. Luân hồi mộ địa đại năng há có thể không mạnh. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Thanh Bảo Thần Quân huy động thần kiếm, ở trước ngực hoa qua hình một vòng tròn. Sau đó bắn nhanh ra hơn 100 đạo kiếm khí, có chấn thiên thước oai. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, đợi kiếm khí đến gần, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp từ kiếm khí khe hở thoáng qua. Thậm chí trong tay chẳng biết lúc nào hiện một tấm quạt lông mở một cái thì có thay trời đổi đất khả năng, vô số tràn ngập hoa anh đào phiêu tán tới, theo lộng lẫy và tuyệt vời cảnh tượng mà phiêu tán. Thậm chí giữa trời đất cũng chuyển giao ra một bài vô cùng là tuyệt vời bài hát. Tuyệt vời âm nhạc. Xinh đẹp hoa anh đào, đem thiên địa đổi là một phiến tuyết sắc. Đây là Tiêu Diêu Thần Quân mạnh nhất một kỹ. Quạt lông vừa ra, thiên địa chấn động giết. Chính giữa Diệp Thần thân thể linh động cực kỳ, trong tay quạt lông hóa thành Tiêu Diêu phiến, tuấn giật hết sức, cách không mãnh liệt huy động, đạo đạo không bạo tiếng chuyển ra, nhưng là không có công kích Thanh Bảo Thần Quân tựa như. Nhưng mà, đầy trời phiêu tán hoa anh đào cánh hoa, rơi vào Thanh Bảo Thần Quân trên mình lúc, liền giống như từng chuôi chùy lớn vậy, đánh được Thanh Bảo Thần Quân thân xác nhanh chóng nứt nẻ. Vậy tuyệt vời bài hát cũng theo đó biến thành một bài thủ thấm tâm hồn người lấy mạng nhạc khúc. À, hoa anh đào, đầy trời hoa anh đào. Không đúng, ngươi là ai? Thanh Bảo Thần Quân thân xác lăn lộn, trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. Ngay lập tức gian trăm ngàn múi hoa anh đào đồng loạt rơi xuống, giống như đầy trời tinh thần vậy, đem Thanh Bảo Thần Quân thân xác đập được hoàn toàn vỡ ra, vô số máu tươi tung tóe, chỉ còn lại một đạo thần hồn lực còn sót lại. Vội vàng trốn ra được Thanh Bảo Thần Quân, cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp trốn. Chuyện gì xảy ra à? Mình nhưng mà hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên cường giả cái thế à? Đối mặt Diệp Thần. Lại có thể không còn sức đánh trả chút nào à? Không đúng à, Diệp Thần dù là bùng nổ chiến lực, vậy đỉnh hơn tương đương với hợp đạo cảnh tam tầng thiên, nhưng cái này đầy trời hoa anh đào, lấy mạng nhạc khúc là chuyện gì xảy ra à? Diệp Thần không phải ma đầu, không phải thấp võ thế giới hèn mọn tiểu tử. Như thế hiểu được âm suất, còn hiểu được kết hợp thiên địa đại thế, sơn xuyên long mạch lực. Phối hợp những thứ này đem mình chiến lực tăng lên dòng dã gấp đôi. Hơn nữa, hắn không phải gần đây sông ngang đánh thẳng, trước mỗi lần cũng ngăn trở ta công kích, làm sao biến dạng. Né tránh ta công kích. Thanh Bảo Thần Quân không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng hô một câu cứu ta à. Cứu ta. Các ngươi bảy cái, mau cứu ta à. Trưởng lão, cứu ta. Rào rào.
Một vị hợp đạo cảnh tam tầng thiên thần quân phát hiện đồng bạn xảy ra chuyện, không kịp suy nghĩ nhiều, cưỡng ép phá vỡ Nguyệt Quang Phật mãnh công, sử dụng một kiếm, hướng Diệp Thần đánh tới. Đồng thời gian, còn có hai vị thần quân, liều mạng trọng thương, ngăn trở Dược Sư Phật mãnh công, mỗi người sử dụng tiên khí của mình, đánh giết Diệp Thần, để cầu ngăn trở Diệp Thần tiến triển, để cho Thanh Bảo thần quân thoát đi. Dù là bọn họ bị thương thật nặng, cũng chỉ có một ý niệm. Thanh Bảo thần quân không thể chết được. Một khi chiến lực cường đại nhất, cảnh giới cao nhất Thanh Bảo thần quân chết trận. Vậy bọn họ, cũng sắp, trốn cũng không trốn thoát cái loại đó. Người cùng hạng người xấu, cũng dám ngăn cản ta. Tiêu Diêu thần quân nhập xác Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay Tiêu Diêu phiến chấn động, long phượng hư ảnh gào thét ra, long chảo chọc trời, phượng hoàng lửa xì ra, còn có chim sơn ca. Ứng long cùng hư ảnh có hiện ra, cùng những cái kia bay tới binh khí chém giết chung một chỗ. Binh bịch bịch, giữa không trung nổ tung ra từng cái chớp sáng. Những cái kia bay vụt đến hỗn nguyên tiên khí, đều bị Tiêu Diêu phiến sinh ra hư ảnh nơi đánh nát. Diệp Thần một bước vượt qua nghìn mét, bắt lại Thanh Bảo thần quân thần hồn lực, hơi khinh thường cười nói, bản quân không để cho ngươi đi nhanh như vậy, làm gì hả? Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Diêu phiến cũng theo đó rơi xuống, trực tiếp cắt Thanh Bảo thần quân thần hồn lực. Tiến tới, Diệp Thần mình ý thức, từ luân hồi mộ địa bên trong đi ra, điều động 5 cái thần vương đạo lực, trực tiếp chiếm đoạt tàn phá thần hồn lực, dùng cho vững chắc độ hóa thần vương nói. Độ hóa thần vương nói, lực lượng chủ yếu nguồn là thần hồn lực, không giống với những thứ khác 4 con thần vương nói, là cần thân xác lực lượng. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Diệp Thần quanh thân hiện ra đạo đạo sáng bóng, tựa hồ là cảm thụ thần hồn lực tăng lên. Giờ phút này, vẫn là Tiêu Diêu thần quân đang nắm trong tay thân thể, dừng lại một lát, ngưng mắt nhìn trong tay màu trắng như tuyết Tiêu Diêu phiến. Tiêu Diêu phiến lên mơ hồ có sáng bóng biến ảo ra, không khỏi được than thở một tiếng, nếu là bản quân chân chính Tiêu Diêu phiến, cho giỏi. Trong tay Tiêu Diêu phiến, một mặt khắc vẽ sơn xuyên ngày tháng. Một giây khắc vẽ phong hoa tuyết nguyệt. Chính là Tiêu Diêu thần quân lấy lực lượng động lại đi ra ngoài Tiêu Diêu phiến, cũng không phải là chân tránh chuôi này cửu phẩm hợp đạo thần khí, Tiêu Diêu thần phiến. Rào rào. Diệp Thần vừa thu lại Tiêu Diêu phiến, quay lại nhìn về phía những thứ khác 7 vị hồn tộc thần quân, thần giác buộc vòng quanh nụ cười khinh thường, nói, nên các ngươi. Chợt tung người bay nhảy ra, dọc đường huy động Tiêu Diêu phiến. Đánh ra từng đạo sóng gợn cương khí, chu diệt vượt qua 5 vị hỗn nguyên cảnh, hơn 100 vị thần vương cảnh võ giả. Đi tới chiến đoàn bên trong, hắn sức một mình, trực tiếp xẹt qua 3 vị thần quân, là 2 vị tứ tầng thiên và một cái tam tầng thiên thần quân. Hợp đạo cảnh tam tầng thiên. Hợp đạo cảnh tứ tầng thiên. Đổi thành trong nam vực, chí ít cũng là huyết linh tộc nhất phái trưởng môn, mà nay ở hồn tộc nơi này, chỉ là một ngoại môn trưởng lão. Tuy có thần quân tên, cũng không thần quân oai, trước đây 7 người hợp lực đánh giết 3 vị thần Phật, mặc dù đem 3 vị thần Phật giết máu tươi khắp nơi, nhưng cũng một mực không bắt được 3 vị thần Phật, rồi sau đó lại bị Diệp Thần tìm tới đây, lại là trực tiếp rơi vào khổ chiến bên trong. 3 vị thần quân liên thủ chiến lực chút nào không thấp, thậm chí bên cạnh còn có mấy 10 vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp tương trợ, cùng nhau niết chiến Diệp Thần. Vào giờ phút này, nơi hồn tộc toàn bộ cao thủ cũng họp lại, vô luận thực lực gì cũng xông về Diệp Thần và 3 vị thần Phật, cùng với những cái kia tự chủ giết địch thần binh tiên khí, bên ngoài cộng thêm một đường chiến khôi. Như thế nhiều lực lượng, lại không cách nào bắt lại Diệp Thần. Diệp Thần nội tình, không chút khách khí nói. Chính là giống như là đến một cái hai cái hạ đẳng tông phái nội tình. Xa muốn lúc ấy, nhập thần cảnh chiến khôi hơn 500 cái, thần vương cảnh chiến khôi hơn 100 cái. Cộng thêm thượng tiên khí hơn ngàn, thần vương khí mấy trăm, hỗn nguyên tiên khí mấy chục, hợp đạo thần khí mấy chuôi, nói không khoa trương chút nào, Diệp Thần một thân một mình, có thể diệt tuyệt một cái hạ cùng môn phái. Dĩ nhiên, sông vạn niên hồn long trận, chiến khôi cơ hồ toàn bộ báo hư, cộng thêm đưa Bắc Cung gia tộc một ít lễ vật, hóa giải vấn đề, tiên khí và thần vương khí tiêu hao hơn nửa, lại trải qua đột phá, hợp đạo thần khí tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại hỗn nguyên tiên khí là chủ lực, dựa vào Diệp Thần từng đạo thần hồn lực, đang đánh chết những cái kia bay tới hồn tộc võ giả.
một đạo thần hồn lực và khí linh thao túng hỗn nguyên tiên khí. Lại có thể cùng vị hồn tộc hỗn nguyên cảnh chém giết không phân cao thấp. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần thần hồn lực mạnh mẽ, nhưng như vậy, vẫn là khó mà ứng đối nhiều hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh võ giả. Bót sát! Chết! Diệp Thần tiêu diêu phiến rơi xuống, trực tiếp đánh chết vị kia hợp đạo cảnh tam tầng thiên thần quân, liên quan dư âm chấn động giết rất nhiều thần vương cảnh hồn tộc võ giả, hoàn toàn giết ra huyết tính, toàn lực bùng nổ dưới, quanh mình xít tới gần hồn tộc thần vương cảnh võ giả, lại bị giết trên trăm số. Chợt, hắn tiếp tục chủ công hai lớn hồn tộc thần quân. Giết! Toàn bộ võ giả nghe lệnh. Giết Diệp Thần, nếu không bổn trưởng lão diệt các ngươi. Hồn Diệt Sinh sắc mặt càng ngày càng khó xem. Vốn cho là trọng thương Diệp Thần, trong vòng ba chiêu tất bắt lại. Bây giờ nhìn lại, hồn tộc thật là tổn thất thảm trọng à. Nếu như lại không bắt được Diệp Thần, hắn làm sao hướng hồn điện trưởng lão giao phó. Hồn Diệt Sinh chỉ có thể hạ đạt cuối cùng chỉ thị, trong chốc lát đầy trời hồn tộc tộc nhân bay lên trời, đồng loạt giết hướng Diệp Thần và ba vị thần Phật. Lại chết một vị thần quân à. Mỗi một vị thần quân, cũng đều là hồn tộc chân quý cường giả à. Dù là chết lại mấy trăm hơn vị thần vương cảnh võ giả, cũng không có tổn thất một vị thần quân, tới thống khổ à. Bình bịch bịch, hồn tộc khắp nơi, bay múa đầy trời trước các loại các dạng tiên khí. Nhất nguy nga, cường đại nhất, hấp dẫn người nhất địa phương, không phải là hai đại chiến vòng. Một cái vòng chiến. Kim Phật Mật Tông ba vị thần Phật chém giết hồn tộc bốn vị hợp đạo cảnh thần quân. Một cái khác vòng chiến, Diệp Thần chém giết ba vị hợp đạo cảnh thần quân, hoàn toàn đánh phế chỗ này nơi hồn tộc nhà cửa. Hồn tộc, chỉ là hồn điện một nơi chi nhánh, thứ bảy phân đà mà thôi. Nhưng là nơi này hồn tộc tộc nhân cũng có số vạn người, ban đầu vạn kiếm đế cung thanh kiếm thiên tôn, đánh chết nhập thần cảnh hồn tộc tộc nhân hơn 10.000 người. Nhưng còn có 20-30 ngàn là đế tôn cảnh nô bộc và thấp các tộc nhân, giờ phút này cũng bị dư âm đánh giết hơn nửa. Thi thể đầy đất và vỡ vụn tiên khí, dĩ nhiên cũng có hàng loạt vô chủ tiên khí và linh khí rơi xuống. Còn như thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh. Vô luận thân phận cao thấp, phải chăng thuộc về hồn điện, giờ phút này cũng đi giết, hợp lực vây giết Diệp Thần và ba vị thần Phật. Thần vương cảnh, 3.000 số. Là chỗ này nơi hồn tộc toàn bộ nội tình. Giờ phút này, chỉ còn lại 2.500 hơn thần vương cảnh võ giả, vây công Diệp Thần, nhưng là đến gần liền bị dư âm đánh giết, nhưng vẫn ở chỗ cũ hồn Diệt Sinh chỉ thị hạ, liều chết xung phong Diệp Thần. Hỗn nguyên cảnh võ giả, 127 người. Giờ phút này, còn dư lại 97 người, một nửa công kích hỗn nguyên tiên khí, một nửa tương trợ thất đại thần quân, chém giết Diệp Thần và ba đại thần Phật. Còn như hợp đạo cảnh, chỉ lần này 8 vị, hồn tộc, không hổ là đồ vật khổng lồ, một nơi phân đà đều có nhiều như vậy cường giả. Lần trước, dù là Diệp Thần chuẩn bị bùng nổ toàn bộ chiến lực, tự bạo toàn bộ chiến khôi và tiên khí, cũng chỉ là 18 vị hỗn nguyên cảnh, hơn 100 vị thần vương kết hợp 8 vị thần quân đánh tới mà thôi. Hiện nay là chỗ này nơi hồn tộc, tất cả cái vị trí hồn tộc võ giả. Kia sợ không phải hồn điện trực thuộc võ giả cũng giết đi lên. Dẫu sao hồn Diệt Sinh, vị này hồn tộc lão tổ, đã lên tiếng. Chu diệt Diệp Thần. Xa xa, vẫn không có xuất thủ Bắc Cung Hoành Thiên và Linh Vận Tiên Tôn nhìn một màn này, lòng đều run rẩy. Hồn Diệt Sinh, là thật không đưa tay hạ võ giả, để ở trong mắt à. 2-3 ngàn thần vương cảnh võ giả. Hơn 100 vị hỗn nguyên cảnh võ giả à. Đây cơ hồ tương đương với càn khôn chi địa trăm phái tổng cộng, mặc dù hơi không bằng, nhưng cũng là một cổ khổng lồ lực lượng, có thể ở hắn ra lệnh một tiếng, chết gần nửa à, Diệp Thần, triệt triệt để ma đầu. Đắc tội Diệp Thần, giống như đắc tội tử thần à. Mấu chốt hắn chân thực không nghĩ ra tại sao Diệp Thần đột nhiên thay đổi. Diệp Thần cho hắn cảm giác, giống như đối mặt là một người xa lạ. Hơn nữa còn là thực lực cực kỳ kinh khủng người xa lạ. Thằng nhóc này, nếu như có thể sống sót, sợ rằng sau này thành tựu không cách nào lường được. Bắc Cung Hoành Thiên không ở lắc đầu, ngưng mắt nhìn Diệp Thần trong tay tiêu diêu phiến, quạt lông vung lên, trực tiếp chu diệt vượt qua trăm ở vào thần vương cảnh võ giả, cho tới trên bầu trời thần vương đạo gãy lìa thanh âm này thay nhau vang lên,
lại giống như sấm đánh vậy nhanh chóng. Thần vương cảnh à, ở linh võ đại lục cố nhiên không tính là cái gì. Nhưng là vậy chưa đến nỗi như vậy trình độ ngược giết à. Liền liền hắn vậy không làm được à. Bắc Cung Hoành Thiên than thở liền liền, thật may không phải dưới tay mình, nếu không chết nhiều người như vậy, thủ hạ mình Bắc Cung gia tộc vậy coi là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá Diệp Thần coi như là hoàn toàn đắc tội hồn tộc. Hồn tộc không đáng sợ, sau lưng hồn điện mới có thể sợ. Thần vương cảnh, ở hợp đạo cảnh võ giả thủ hạ, thì tương đương với Côn Lôn hư đạo nguyên cảnh võ giả, ở nhập thần cảnh võ giả thủ hạ cơ hồ không có sức đề kháng, vô luận lại nghịch thiên cũng chống lại không được. 3000 thần vương cảnh võ giả, lại chết trận mấy trăm, đầy đất máu tươi gần như hội tụ thành sông. Linh Vận Tiên Tôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, như có điều suy nghĩ, lặng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Phiến, thấy được Tiêu Diêu Phiến nhất kích bị thương nặng một vị hồn tộc hợp đạo cảnh tứ tầng thiên thần quân, không khỏi được thần sắc đại biến, nói cái này. Chiêu thức tựa hồ có chút quen mắt, là Tiêu Diêu thần quân. Côn Lôn hư Tiêu Diêu thần quân Lý Kiếm An. Không hữu dụng kiếm, ngược lại là dùng Tiêu Diêu Phiến, nắm giữ hai môn thời gian pháp tắc công pháp thần quân. Thời không phép tắc công pháp, là chỉ do thời không quy luật bên trong ngưng tụ ra công pháp, giống như là băng kiếm tiên tôn thì không kiếm quyết, hàn băng kiếm quyết liền tương tự với loại công pháp này. Tiêu diêu thần quân, nắm giữ một tay tiêu diêu phiến, một tay tiêu diêu kiếm. Tiêu diêu phiến vừa ra, thiên địa biến sắc, hoa anh đào đầy trời, đẹp đến mức tận cùng chính là tử vong. Tiêu diêu kiếm vừa ra, thân kiếm hóa thành huyết long. Thế gian chỉ hắn nhất đỉnh cấp, hai môn căn nguyên công pháp, bị dự là Côn Lôn hư có hy vọng nhất tiến vào tạo hóa cảnh thần quân. Khó trách, thằng nhóc này cũng nhận được Tiêu Diêu thần quân Lý Kiếm An công pháp. Tiêu Diêu phiến, Linh Vận Tiên Tôn rung động trong lòng có thừa, thậm chí âm thầm tính toán nói, tiểu tử này trên mình xem ra có rất nhiều bí mật, nếu không không thể nào cùng như thế nhiều đã từng dung chuyển trời đất nhân vật lớn có liên lạc. Những người này căn nguyên công phu hắn cũng biết, hơn nữa tinh thông, thậm chí có thể phát huy ra những người này năm đó thần vận tới. Sau lưng hắn rốt cuộc đứng người nào? Những người này, không thể nào đều là sư tôn của hắn, không người nào có thể đồng thời đạt được nhiều ngày như vậy kiêu đồng ý. Thiên kiêu. Không tệ, Côn Lôn hư rất nhiều đại năng, ở Linh Vận Tiên Tôn trong mắt, chỉ là tiểu bối, chỉ là thiên kiêu võ giả mà thôi. Để cho Linh Vận Tiên Tôn hoảng sợ vẫn là Diệp Thần công pháp. Hội tụ bách gia chi nguyên. Thằng nhóc này, rốt cuộc cái gì lai lịch, chẳng lẽ ta một mực nhìn lầm. Linh Vận Tiên Tôn cảm giác được mình đã nhìn thấu Diệp Thần, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng phát ra giác được nhìn mình không thấu Diệp Thần. Diệp Thần, giống như là một cả người tràn đầy bí ẩn người. Mà giờ khắc này hồn diệt sinh hoàn toàn khí nổ. Ai có thể nghĩ tới. Hắn một mực dè đặt bảo vệ hồn tộc sẽ hủy ở một tên tiểu tử thúi trong tay. Mấu chốt hắn không thể ra tay à. Khế ước ở à. Hồn diệt sinh cũng không nhịn được nữa, một bước bước ra. Bỏ mặc hắn là ai? Bỏ mặc sau lưng hắn lại có bao nhiêu người, ngày hôm nay, hắn đều phải chết. Hồn diệt sinh một mực không có động thủ, nhưng là ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, chợt xuống nói, bốn tiếng bên trong, Diệp Thần không chết. Các ngươi chết. Cho bổn trưởng lão tự bảo. Chỉ để lại một đạo thần hồn lực, giết chết Diệp Thần, bổn trưởng lão sống lại các ngươi. Lời nói bây giờ, loáng thoáng. Trong hư không xuất hiện một giấy gia cửu khế ước, là huyết thánh ma khế ước, tựa hồ là thật đang dò xét Diệp Thần trên người lực lượng, cảm giác tựa hồ là có người ở tương trợ Diệp Thần, nhưng là vừa không thuộc về là cứu giúp Diệp Thần, đang thuộc về mờ mịt tình huống chính giữa. Huyết thánh ma khế ước. Quy định là Diệp Thần dựa vào mình đạt được vạn năm hồn long thảo, hồn diệt sinh không thể động thủ, người ngoài cũng không thể cứu giúp Diệp Thần. Nhưng là, âm thầm trợ giúp Diệp Thần, rốt cuộc có tính hay không cứu giúp Diệp Thần? Không có cái người thứ hai ra tay à? Từ đầu tới đuôi, chỉ có một. Đó chính là Diệp Thần. Thân xác giống nhau, chỉ là thần hồn lực không giống nhau mà thôi. Dần dần. Diệp Thần thân thể bị Tiêu Diêu thần quân sử dụng, đại chiến hai đại thần quân, một tay Tiêu Diêu phiến vũ được trời long đất lỡ, thời thời khắc khắc chế trụ hai vị thần quân mãnh đánh, không bao lâu Tiêu Diêu thần quân đã đánh nhanh giết hai vị thần quân.
chính giữa vị kia hợp đạo cảnh tam tầng thiên thần quân. Đã để không đỡ nổi. Cuối cùng, trong hư ảnh một đạo màu máu tia chớp vô căn cứ xuất hiện, đường kính chục nghìn mét chi trường, giống như hủy diệt thiên địa nhất kích vậy, mạnh mẽ cực kỳ. Cho dù là tạo hóa cảnh trung kỳ Bắc Cung Hoành Thiên đối mặt, vậy sẽ trong chốc lát bể tan tành tiêu nhiên. Rột rột, phốc lao, hư không bị mổ ra tới, màu máu tia chớp sừng sững xuất hiện. Đang nghe hồn diệt sinh lời nói mọi người, không khỏi được ngẩng đầu nhìn về phía màu máu bầu trời, vậy vô cùng mạnh mẽ tia chớp, trong chốc lát đè được hợp đạo cảnh dưới tất cả mọi người, cũng người hầu trào trên đất, không dám nhúc nhích một hai. Huyết thánh ma khế ước, thiên lôi, hồn diệt sinh hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, kinh ngạc nói, ngươi còn có hậu thủ. Quả nhiên có người giúp ngươi, ha ha, dẫn động huyết thánh ma khế ước. Ta liền buồn bực ngươi vì sao thực lực đột biến. Khó trách tiểu xúc sinh này không muốn sống, nguyên lai trong thân thể hắn cất giấu hợp đạo cảnh võ giả. Nếu không hồn tộc tám đại thần quân, mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh, mấy ngàn thần vương cảnh, làm sao có thể không giết được hắn? Hắn làm sao có thể an toàn đi ra? Nguyên lai, hắn cất giấu một vị thần quân, vị này thần quân nhất định là động thủ tương trợ Diệp Thần, bị huyết ma khế ước cảm ứng được. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, hồn diệt sinh đột nhiên cười to, giờ phút này là bực nào hăm hở, bực nào cao hứng à. Diệp Thần, tiểu xúc sinh này, rốt cuộc phải chết. Ha ha ha, thiên khiển thiên lôi hạ xuống à. Khế ước cuối cùng là có tác dụng, lão phu không dám động tay, sợ gặp gỡ thiên lôi, nhưng là sau lưng ngươi người lại dám động thủ. Ha ha ha, cho dù phong thần võ giả, mặt đối thiên đạo thiên lôi, vậy được chết. Quá tốt. Như vậy, còn giảm bớt lão phu hy sinh nhiều người như vậy. Hôm nay, Diệp Thần, ngươi hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Ai cũng không cứu được à. Màu máu tia chớp biến dạng hư không xuất hiện, sắp hạ xuống. Vậy cổ khí tức hủy diệt, làm được Bắc Cung Hoành Thiên sắc mặt vô cùng cái thảm trắng, hắn như cũng không dám động tay cứu Diệp Thần. Hắn biết, tự mình ra tay, dù là ẩn núp ở hư không mấy vị trưởng lão. Cùng nhau cứu mình vậy được chết. Diệp Thần, không cứu được. Vẫn là tính sai à. Linh Vận Tiên Tôn ánh mắt lóe lên, ngược lại có chút kinh ngạc, không quá tin tưởng Diệp Thần cứ như vậy sẽ chết. Ba vị thần Phật muốn xuất thủ cứu giúp Diệp Thần, ngược lại là bị bốn vị thần quân khốn chặt chẽ, dù là vây công Diệp Thần hai vị thần quân, cũng có mau hơn chạy mau hơn, cũng không dám khoảng cách Diệp Thần quá gần. Vạn nhất bị ảnh hưởng đến đây chính là tuyệt đối phải chết à. Hồn tộc, trước mắt còn dư lại hơn 2.000 vị thần vương cảnh võ giả. 60-70 vị hỗn nguyên cảnh võ giả, giờ phút này cũng chăn trở đi tới bên bờ vùng, chờ đợi Diệp Thần bị thiên lôi đánh chết cảnh tượng, không ít người âm thầm cầm quả đấm, trước sau, vì giết Diệp Thần, hy sinh đến gần thiên vị thần vương cảnh võ giả, hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh võ giả, cùng với hai vị thần quân à. Hôm nay, Diệp Thần cái này đáng chết ma đầu. Cuối cùng là phải chết. Diệp Thần nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên cười to, nói, thiên khiển. Thiên lôi, muốn giết ta. Ta không muốn chết, thiên vậy không giết được ta. Huyết thánh ma khế ước, cùng ta có lợi, ta liền tuân theo, tại ta vô lợi, cần gì phải tuân theo. Cái gọi là thiên đạo, coi là cái gì, cho lão tử phá. Theo Diệp Thần tiếng gào thét xuyên qua thiên địa, tất cả võ giả cũng lấy một loại đối đãi ma đầu ánh mắt ngắm nhìn hắn. Đối mặt thiên lôi, đối mặt thiên khiển, còn dám như vậy, thật là không biết sống chết. Càn khôn nhất kích, năm đại thần vương đạo, mở. Diệp Thần bùng nổ một tiếng, Tiêu Diêu thần quân đã sớm lui về, nhưng trên người hắn như cũ có cực mạnh chiến lực, đang muốn phản kháng lúc đó, trong ngực màu đen hòn đá nhỏ đầu. Đột nhiên gian run lẩy bẩy, bộc phát ra một cổ cực mạnh chiến lực, hóa thành một tôn thương long hư ảnh, nghịch thiên liều chết xung phong lên. Thần bí đá lại ngăn trở thiên lôi. Cùng trời đấu. Hống hống hống. Hống hống. Long tiếng khóc trấn nhiếp thiên địa trên dưới. Một tôn vạn trượng thương long đánh giết lên, giống như sáng thế long thần vậy, rộng lớn bá đạo, chạy thẳng tới màu máu tia chớp lên, giữa không trung sừng sững mở ra to lớn miệng rồng. Nuốt một cái liền màu máu tia chớp, sau đó truyền tới từng trận tiếng nổ. Thân rồng bên trong tia chớp tràn ra. Nhưng là vẫn không có nổ lên.
Hồn tộc, thần vương cảnh mấy ngàn, rất mạnh. Tầm thường hạ đẳng tông phái, thần vương cảnh cũng không quá mấy chục trên trăm, tương đối mà nói, chỗ này nơi hồn tộc, như cũ đến rất gần bên trong cùng tông phái. Diệp thần tựa hồ đang nói gì, mọi người nghe cảm giác giống như là chăn chối, vẫn như cũ lựa chọn nghe xong, đỉnh đầu thương long khí tức biến hóa kịch liệt, mọi người cũng không biết tình huống. Bắc cung gia tộc, thần vương cảnh hẳn không thiếu, nắm giữ 10 khối tương đương với càn khôn chi địa địa phương. 5-6 ngàn thần vương cảnh là có, hỗn nguyên cảnh cũng có hơn ngàn đi, hợp đạo cảnh mấy chục đi. Dưới so sánh, hồn tộc chỗ này phân đà tuyệt đối không kém. Mà chúng ta ngày hôm nay, Diệp thần còn chưa nói xong, sừng sững bay lên trời một cái nắm thương long hư ảnh, hướng chung quanh hồn tộc võ giả nói, muốn tiêu diệt chỗ này nơi hồn tộc, như thế nhiều thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh à. Thật kích thích à. Theo tiếng nói vừa dứt, thương long vỡ ra, vô số tia chớp người hầu trào ra, nếu như thủy triều lên xuống vậy, toàn phương vị hướng chung quanh hồn tộc võ giả đánh chết đi. Diệp thần vậy bị thương nặng, nhanh chóng rơi ở phía dưới, giữa không trung, thậm chí còn hồn tộc địa bàn danh giới võ giả, vô luận tu vi cao thấp, đều bị đầy trời tia chớp đánh trúng, sau đó truyền tới từng đạo tiếng nổ. Màu máu tia chớp, bị đá màu đen huyễn hóa ra tới vạn trượng thương long cắn nuốt, ở thương long nội bộ lực lượng bị tiêu hao 70% chi hơn, còn lại 30% lực lượng nhưng cũng không cản được, phân hóa trở thành muôn vàn tia chớp, cho nên, Diệp thần trực tiếp từ nổ thương long. Đồng thời thả ra những thứ này tia chớp, hơn nữa dẫn dắt tia chớp, công về phía hồn tộc mấy ngàn cường giả. Bịch bịch, phịch, từng đạo tiếng nổ hiện lên, theo tới thần vương cảnh võ giả thân xác vỡ ra. Màu máu tia chớp, màu sắc tia chớp, từng đạo đánh trúng từng vị hồn tộc cường giả. Hồn tộc cường giả, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chết. Diệp thần đi qua địa phương. Quanh mình khắp nơi cũng là thịt thân bạo liệt hồn tộc cường giả, như vậy khổng lồ cảnh tượng, phải dùng một bức họa tới triển hiện nói chính là, chủ thể là Diệp thần, bối cảnh chính là bạo liệt hồn tộc thần vương cảnh võ giả và hỗn nguyên cảnh hộ pháp. Nháy mắt tức thì, máu tươi khắp nơi, vô số chân tay cụt mảnh vỡ phiêu tán. Mạnh mẽ cực kỳ nơi hồn tộc, cơ hồ ở nơi này muôn vàn tia chớp dưới, tiêu diệt hầu như không còn. Thậm chí còn hồn diệt sinh. Cũng gặp phải hơn 100 cổ lôi điện đánh giết, còn lại 6 vị thần quân, vậy mỗi người bị mấy chục đạo thiểm điện phong tỏa, đang khắp nơi bỏ trốn. Diệp thần thấy như vậy cảnh tượng, sửng dưng nói ta, ngàn chiến cuộc đời còn lại, khó có bại một lần, muốn giết ta người, không biết có nhiều ít, mà mỗi một cái đều đưa chết ở thủ hạ ta, năm xưa Côn Lôn hư hoàng gia như vậy, ngày hôm nay linh võ đại lục hồn tộc vậy như vậy. Ngày sau, huyết linh tộc cũng là như vậy. Huyết kiếm môn lại là như vậy, hồn điện cũng không ngoại lệ. Muốn giết ta người, ta tất giết liền. Dù là thiên địa không cho phép, dù là thiên đạo hạ xuống thiên lôi thiên khiển, vậy không ngăn cản được ta. Nếu như cưỡng ép ngăn cản, lão tử đánh liền phá thiên địa này, đánh nát ngày này đạo đại đạo, xây lại hết thảy. Thật là mạnh, thằng nhóc này điên rồi phải không? Bắc cung hoành thiên thần giác treo máu tươi, mặc dù không có gặp phải công kích. Nhưng là bị dư âm chấn thương bị thương. Linh vận tiên tôn trong mắt lộ ra một cổ khâm phục, khen ngợi ánh mắt, nhìn Diệp thần, gật đầu không ngừng, nói, đạo này màu máu tia chớp, căn bản không phải thằng nhóc này có thể ngăn trở, có thể hiểu là, vạn kiếm đế cung kiếm thần một kích toàn lực. Kiếm thần một kích toàn lực. Vậy thì tương đương với đạo này màu đỏ tia chớp. Lực lượng bị biến mất 70%. Khá vậy tương đương với tạo hóa cảnh nhất tầng thiên võ giả một kích toàn lực. Chỗ này nơi hồn tộc, không có. Linh vận tiên tôn ngắm nhìn tia chớp thở bình thường lại, khắp nơi đất khô cằn một mảnh nơi hồn tộc, tâm thần chấn động. Diệp thần, là thiên tử kiêu tử, là tuyệt đối mạnh mẽ, tuyệt đối tàn nhẫn thanh niên võ giả. Vận dụng nội tình cưỡng ép thu nạp thiên khiển, làm cho mình dùng. Đây là hạng ngông cuồng. Hạng bá đạo. Thế gian sợ rằng ít có nhân vật như vậy, mặc dù có, đó cũng là mấy chục ngàn năm, thậm chí còn mấy trăm ngàn năm lão giả kia mới có thể làm được chứ. Ầm ầm, oanh, trong hư không vẫn còn ở biến dạng, lại xuất hiện từng đạo màu đỏ tia chớp. Uy thế so với so mới vừa rồi vậy một đạo hơn nữa mạnh mẽ. Thiên khiển, lão tử không tin trời.
sau đó Diệp Thần gào thét, luân hồi mộ địa chỗ sâu nhất một cây cột đá ngay lù lù bộc phát ra một cổ tuyệt đối lực lượng, trực tiếp nuốt diệt ba đạo màu đỏ tia chớp, thành tựu Tư Bổ, ba vị thần Phật, Băng Kiếm Tiên Tôn, ba đại thần quân, thậm chí còn những thứ khác còn chưa gãy lìa mộ bia, đều được một cổ cực mạnh lực lượng bổ sung. Một khắc sau, luân hồi mộ địa cây kia trong cột đá một đạo tàn ảnh phá vỡ hư không, huyễn hóa ra một đạo bàn tay lớn, ngay lù lù đánh bể huyết thánh ma khế ước. Khế ước không có, thiên đạo thiên khiển cũng theo đó biến mất. Như một màn này, xem được linh vận tiên tôn không lời chống đỡ. Diệp Thần người sau lưng ra tay. Thật là mạnh, trực tiếp đánh bể huyết thánh ma khế ước, đây là cái gì yêu nghiệt? Vẫn là phong tước hiệu thánh nhân, thánh vương, thánh ma. Không, linh vận tiên tôn không ở lắc đầu, không dám tin tưởng, năm xưa thánh nhân chết, thiên địa đã mất thánh nhân, chẳng lẽ là bán thánh? Bán thánh có thể đánh vỡ huyết thánh ma khế ước à? Thái hư cảnh phong tước hiệu thánh nhân, cũng bị tất cả đại cường giả, tôn xưng thành thánh vương, thánh ma đợi một chút khủng bố tồn tại. Cố nhiên có thể đánh vỡ huyết thánh ma khế ước, thậm chí có thể cùng thiên đạo chém giết một hai, không sợ đại đạo. Nhưng là, khoảng cách gần đây một vị phong tước hiệu thánh nhân, đã ở 9 vạn năm trước mất đi. Chẳng lẽ, là hồi phục? Còn như bán thánh, phong môn cảnh cửu tầng thiên. Có thể đánh vỡ huyết thánh ma khế ước à? Linh vận tiên tôn không dám nhớ lại nữa, tựa hồ Diệp Thần đã không phải là mình có thể xem thường người. Ngược lại là, Diệp Thần có tư cách xem thường mình, Diệp Thần mạnh mẽ nội tình hoàn toàn lật đổ nàng ý tưởng, đem nàng vốn là quan niệm và thành kiến cưỡng ép phá hủy. Giờ phút này, chớ nói chi xem nhẹ Diệp Thần. Dù là nói chuyện, cũng được dè đặt phải cùng Diệp Thần nói. Còn như Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, ái đồ mới có thể có nói như thế lữ, chính là ta Linh Tiên Đế Cung vinh hạnh à. Giữa lúc linh vận tiên tôn rung động thời điểm, một cái bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống, là hồn diệt sinh. Bị mấy chục đạo thiểm điện phong tỏa cũng công kích, tạo hóa cảnh nhị tầng thiên hồn diệt sinh suýt nữa chết thảm, hiện nay vậy bị thương nặng, trực tiếp rơi xuống hợp đạo cảnh tầng một tầng hai trời, thần thể kỳ cấp 5 thân xác trực tiếp bị đánh bạo, cả người nếu như than đen, bi thảm vô cùng. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đem hết toàn lực điều tức chữa thương, không dám lại can thiệp Diệp Thần. Dưới so sánh, 6 vị thần quân, tứ tán bỏ trốn. Cuối cùng có thể trở về chỉ có 2 vị hợp đạo nhị tầng thiên thần quân, bởi vì vận khí tốt, đuổi giết bọn hắn mười mấy đạo thiểm điện, đụng vào những thứ khác hỗn nguyên cảnh võ giả trên mình, để cho bọn họ được kéo dài hơi tàn, còn như 4 vị khác, thân xác mặc dù không có bị đánh bể, nhưng thần hồn nhưng là bị trực tiếp tia chớp xông lên bạo, tại chỗ trực tiếp tử vong. Chỗ này hồn tộc, cơ hồ đều diệt đi. Diệp Thần cảm thụ thân thể sắp tan vỡ, dứt khoát nhịn được, hắn bước ra một bước, đi tới một cây còn sót đá lớn trên, mắt nhìn xuống dưới chân kéo ra mảng lớn thi thể, hắn không khách khí trực tiếp toàn thu, bao gồm một ít tiên khí, đặc thù tiên quả, linh dược đợi một chút, thẳng tiếp thu chỗ này nơi hồn tộc tất cả bảo vật. Khó trách, người Hoa Hạ đều nói phát chiến tranh tiền lời là tốt nhất. Lần này, Diệp Thần thu hoạch quá lớn. Bất quá, hắn có thể cảm giác được tất cả lực lượng cũng đến từ vậy luân hồi mộ địa chỗ sâu cột đá. Cực kỳ phong cách cổ xưa cột đá. Trên cột đá chỉ có một chữ, như ẩn như hiện. Đảm nhiệm. Diệp Thần rất rõ ràng, đây là vậy cột đá chỉ có một đạo lực lượng. Chỉ sợ là luân hồi mộ địa biết mình không cách nào ngăn trở lực lượng này. Không tiếc hết thảy cứu mình. Ba vị thần Phật vậy chạy đến, giúp Diệp Thần thu chiến lợi phẩm. Giá phải trả to lớn như vậy, nếu như không thu chiến lợi phẩm, vậy tất nhiên đổ sổ thua thiệt. Ba vị thần Phật không có bị công kích chớp nhoáng, nhưng cũng bị dư âm chấn động được bị thương không nhẹ, hôm nay chỉ có thể làm một lần thu chiến lợi phẩm chuyện. Dần dần, Bắc Cung Hoành Thiên mới phản ứng được, kinh ngạc nói, chỗ này nơi hồn tộc, diệt. Lớn như vậy nơi hồn tộc à? Hồn điện thứ 7 phân đà, thậm chí phối hợp Tây vực thứ 8, thứ 9 điểm đà, vạn năm trước đã từng liên thủ trấn áp Bắc Cung gia tộc, Lệnh Hồ gia tộc, Huyền Quang sẽ cùng thập đại bên trong cùng môn phái, trung đẳng gia tộc, như vậy khổng lồ thứ 7 phân đà, dưới cờ thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh võ giả nhiều vô số kể, đã từng đối với Huyền Quang biết lái chiến, tàn sát Huyền Quang sẽ năm lớn phân đà hồn điện thứ 7 phân đà à?
diệt, bị một người diệt. Người này, cũng không phải là tạo hóa cảnh tiên tôn, cũng không phải là tinh khiếu cảnh phong thần võ giả. Càng không phải là phong tước hiệu chân thần như vậy bá chủ à, chỉ là một thần vương cảnh tam tầng thiên thanh niên diệp thần. Như vậy, liền diệt hồn điện một nơi phân đà. Hồn điện thập đại phân đà, thấm vào khống chế hơn ngàn cái thế lực, thậm chí điều khiển hết mấy trung đẳng gia tộc, mà nay bị người diệt một cái phân đà. Vạn tái không có việc à? Diệt. Hồn điện thứ bảy phân đà không có, đây chẳng phải là ý nghĩa ta Bắc Cung gia tộc và Bách Lý gia tộc, liệt hỏa giáo đều có thể hướng càng Tây Phương thăm dò. Bắc Cung Hoành Thiên nói liên tục vừa nói, rung động trong lòng ý, khó có thể dùng lời diễn tả được, chỉ là không nghĩ tới, vạn năm chưa từng làm được hết thảy các thứ này. Hôm nay, để cho Diệp Thần cho làm được. Dù là núp ở trong hư không, Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Tam trưởng lão, Thái Thượng Tứ trưởng lão, Thái Thượng Ngũ trưởng lão và Thái Thượng Lục trưởng lão cùng bốn vị tạo hóa cảnh tiên tôn, đều là thần sắc hoảng sợ, bọn họ có thể diệt thứ bảy phân đà, nhưng là kiêng kỵ hồn điện, không dám diệt, thậm chí không dám đắc tội thứ bảy phân đà hồn tộc chư cường người. Mà nay, một cái không sợ chết, không sợ chuyện tuyệt đại thiên kiêu tới. Lấy lực một người, diệt toàn bộ thứ bảy phân đà. Còn như hồn diệt sinh, đã bị thương nặng, chết và không chết, đã không có khác biệt. Chỉ có hợp đạo cảnh nhị tầng thiên chiến lực hồn diệt sinh, dù là Diệp Thần không giết, sợ rằng cũng chạy không thoát liệt hỏa giáo và Bách Lý gia tộc độc thủ. Ha ha ha! Diệt à, diệt! Vạn tái à! Hồn diệt sinh bi thương vạn phần, thấy được hóa thành đất khô cằn thứ bảy phân đà, nhất thời bi phẫn nói, vạn tái trước, ta thứ bảy phân đà hạng vinh quang, lấy sức một mình áp chế Bách Lý gia tộc, làm hắn không dám nhúc nhích một hai. Thậm chí năm đó 14 vị thần quân ngang trời xuất thế, chu diệt liệt hỏa giáo hơn 10 vị thần quân. Đó là hạng khí phách à. Đều do những năm này, Tổng Điện rút ra đi 6 đại thần quân. Rút ra đi 4.000 thần vương cảnh, 300 hỗn nguyên cảnh, nếu không. Có thể cho dù ta thứ 7 phân đà người đều ở đây. Hắn đi đất khô cằn dưới, đánh giá bề tan tành nhà cửa và đầy đất máu tươi, không ở châm chọc nói, chỉ sợ cũng được chết. Huyết thánh ma khế ước. Cuối cùng, ta vẫn bại. Huyết thánh ma khế ước. Nguyên lấy là hạ xuống thiên khiển thiên lôi, có thể chu diệt Diệp Thần. Lại không nghĩ rằng là Diệp Thần sử dụng, ngược lại chu diệt thứ bảy phân đà hồn tộc chư cường. Diệp Thần người này. Sau lưng tồn tại, lão phu không chọc nổi. Ngày đó, lão phu không nên báo cái thù này, không nên muốn tắm máu Diệp Thần. Không nên muốn cái này tôn nghiêm. Mặt mũi. Nếu không, vậy sẽ không như vậy. Diệp Thần. Ngươi lấy là, ngươi thắng à? Không, ta Tổng Điện chư cường dù chưa trở về, nhưng như cũng không phải ngươi có thể động. Hồn diệt sinh cảm ứng được một ít thứ, nói, trên mình ngươi có hồi phục thượng cổ cường giả một đạo thần niệm. Hắn sợ rằng chỉ có thể giúp ngươi một lần. Lần kế, ai tới cứu ngươi? Ngươi lấy là giết chúng ta, sẽ kết thúc. Không biết. Ta Tổng Điện sẽ hiển thị chu sát lệnh, đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, bởi vì ngươi lực lượng sau lưng, đã hao hết. Ha ha ha! Còn có sau lưng ngươi bí mật nhất định thú vị, ta Hồn Điện nhất định cảm thấy hứng thú. Đạt được điều bí mật này, ta Hồn Điện đem không sợ ba đại đứng đầu gia tộc. Bây giờ, hắn tà mị cười một tiếng, lấy ra một khối màu máu khí vật, nói, sẽ để cho Hồn Thiên trưởng lão, thử một lần ngươi bí mật đi. Nếu như ngươi vận khí tốt, có lẽ chỉ là bị đuổi giết, nếu như vận khí không tốt, có thể bị tại chỗ đánh giết, món đồ kia một loại là chúng ta. Hồn diệt sinh đang thiêu đốt toàn thân máu tươi, bao gồm mình thần vương nói, mình thời gian pháp tắc và không gian quy luật, thậm chí còn ngũ hành quy luật, cũng đang cháy, chỉ vì để cho hồn thiên có thể cách nhau dù sao cũng bên trong ra tay một lần. Diệp Thần, ngươi diệt lão phu thứ bảy phân đà, lão phu đã mất lực bính giết. Đã như vậy, lão phu sắp chết, không bằng liền tự mình hy sinh, đổi lấy thứ ngũ trưởng lão xuất thủ cơ hội, dò tìm tòi ngươi để đi. Cơ hồ rất trong thời gian ngắn. Màu máu khí vật phối hợp hồn diệt sinh hết thảy, lại có thể ở giữa không trung tạo thành một đạo máu cửa. Sắc mặt vô cùng là bất thiện hồn thiên từ máu trong môn đi ra. Không phải bản thể, là linh lực và thần hồn lực kết hợp thể, cộng thêm lên hồn diệt sinh mình toàn bộ lực lượng. Đây là một đạo hư ảnh,
nhưng có tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên chiến lực. Cố nhiên là hư ảnh, nhưng là thành tựu hồn điện cường giả, vừa xuất hiện, liền để cho bầu trời mây đen phun trào. Giống như một đầu ẩn núp cự thú đang gầm thét. Lấy một vị vốn là cường giả tạo hóa cảnh tánh mạng, hết thảy lực lượng làm trụ cột. Lại lấy một vị tạo hóa cảnh cửu tầng thiên cường giả đỉnh phong bộ phận lực lượng kết hợp đi ra ngoài hư ảnh, chính là chém chết Bắc Cung Hoành Thiên cũng đủ. Huống chi bây giờ bị thương Diệp Thần. Hồn thiên hư ảnh đi ra. Trong mắt lạnh như băng cực kỳ. Ai có thể hiểu hắn tức giận trong lòng. Thiên địa hồn long bị diệt. Tâm huyết của hắn hủy trong chốc lát. Nơi này hồn tộc cũng là hoàn toàn xong rồi. Hắn ngút trời tức giận hội tụ ở trong tròng mắt, sau đó trực tiếp bắn về phía Diệp Thần. Tiểu súc sinh. Ta thứ bảy phân đà à. Người tốt, người rất khỏe mạnh, linh vận, Bắc Cung Hoành Thiên, các ngươi đều là trợ thủ của hắn. Hồn thiên chậm rãi bước vào giữa không trung, dưới chân sinh ra đạo đạo hoa sen màu máu, giống như diệt thế ma đầu vậy, chất vấn, linh vận, người dám can đảm tương trợ Diệp Thần, người linh tiên đế cung, chỉ có một vị phong thần võ giả. Là muốn diệt phái à? Bắc Cung Hoành Thiên, người Bắc Cung gia tộc bất quá 8-9 vị tạo hóa cảnh tiên tôn, liền phong thần võ giả cũng không có, ta hồn điện muốn tiêu diệt ngươi các loại, bất quá vẫy tay bây giờ, các ngươi hai người, là ở tự tìm cái chết à? Còn không qua đây bái kiến bổn tôn. Nghe được một câu nói này, linh vận có chút nổi giận. Coi như linh tiên đế cung kém hơn hồn điện, nàng thành tựu phó cung chủ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một đạo hư ảnh là có thể dày. Phịch! Linh vận tiên tôn một trưởng vỗ ra, băng hàn sát ý hóa thành một đạo hàn băng bàn tay lớn, trực tiếp đánh được hồn thiên cái này đạo hư ảnh lảo đảo. Nàng nhảy vút thiên ra, thần sắc lạnh như băng nói, lão già kia, ta biết ngươi muốn làm gì. Bất quá, ta nói cho ngươi, bổn tôn không có trợ giúp qua Diệp Thần, đừng tới uy hiếp bổn tôn. Bái kiến ngươi, ngươi là thứ gì, cắm ở tạo hóa cảnh cửu tầng thiên 20.000 năm, bổn tôn cũng mới 8.000 năm. Không cần ngàn năm, bổn tôn tất thành tinh khiếu cảnh, phong thần. Cần gì phải bái kiến ngươi? À, vậy đã như vậy, cho giỏi, không muốn làm dự ta hồn điện nơi là. Hồn thiên mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể lui nhường một bước, linh vận là cùng hắn cùng một tầng thứ võ giả, trước đây cũng không quá muốn chấn nhiếp linh vận một phen, không nghĩ tới linh vận mạnh như vậy thế. Còn như diệt linh tiên đế cung. Làm là làm đến, bất quá hồn điện vậy được tổn thất 10 vị trở lên tạo hóa cảnh võ giả. Thậm chí phong thần trưởng lão, cũng vô cùng có thể chết, không tới cái đó giây phút, hồn điện vậy sẽ không thật ra tay. Hồn thiên trưởng lão, ta Bắc Cung gia tộc, vậy lệ thuộc tại thần long gia tộc. Bắc Cung Hoành Thiên ôm quyền chậm rãi vừa nói, đồng thời Bắc Cung gia tộc 4 vị thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo thanh quang hoa nhảy ra, 4 đạo nếu như thương tùng vậy bóng người xuất hiện ở Bắc Cung Hoành Thiên bên người, người mặc Bắc Cung gia tộc thống nhất loáng áo bảo màu lam, quanh thân lưu chuyển đạo đạo sáng bóng. Kỳ thần thể kỳ thân xác lộ vẻ được phá lệ mạnh mẽ, trong tay vậy mỗi người cầm cửu phẩm hợp đạo thần khí, tất cả ngưng mắt nhìn hồn thiên trưởng lão. Bắc Cung gia tộc, 4 vị thái thượng trưởng lão xuất hiện, 4 vị đều là tạo hóa cảnh tiên tôn, cũng không có tay cầm thời không chi binh. Đối với bọn họ mà nói, thời không chi binh vô cùng trọng yếu, đều là gia tộc trưởng lão thành tựu tạo hóa cảnh hy vọng, cho tới bọn họ một mực dùng đều là cửu phẩm hợp đạo thần khí. Mặc dù chiến lực có chút suy nhược, nhưng không sợ chút nào hồn thiên. Hồn thiên trưởng lão, lời này ý gì? Muốn tiêu diệt ta Bắc Cung gia tộc, bây giờ ngươi, sợ là không đủ đi. Thái thượng tam trưởng lão hơi giơ lên trong tay màu băng lam trường kiếm, nhìn hồn thiên, từ từ nói, ta Bắc Cung gia tộc, mặc dù chỉ là bên trong các gia tộc, nhưng cũng không tất cả mọi người đều có thể khi dễ trà đạp. Nhất là hồn điện trưởng lão. 700 năm trước, ta Bắc Cung gia tộc ở lửa vực gặp thảm bại, 3 vị thần quân, 1 vị nửa bước tiên tôn chết. Theo ta xem, là hồn điện làm chứ? Đâu chỉ 700 năm trước. 1.000 năm trước, đối với Nam Kỳ Cung tấn công, bởi vì hồn điện, Bắc Cung gia tộc thảm bại. 700 năm trước, thảm bại. Đầu 600 năm, Bắc Cung gia tộc và Bách Lý gia tộc khai chiến, bởi vì hồn điện quấy phá. Đưa đến tổn thất 2 vị thần quân chết thảm ở Bách Lý gia tộc trong tay.
400 năm trước, Bắc Cung gia tộc Thái Thượng Nhị trưởng lão, gặp thảm hồn điện Lục trưởng lão tập kích, trọng thương mà về. 100 năm trước, vậy gặp gỡ hồn điện độc thủ. Mấy năm trước, đối với ngoài ra ngọn lửa cung tấn công chuyện, nếu không phải Bắc Cung gia tộc liên hiệp Bách Lý gia tộc, Liệt Hỏa giáo chung nhau làm việc, nếu không vậy sẽ trúng hồn điện gian kế, lần nữa tổn thất thần quân, thậm chí tiên tôn bị thương nặng. Nhiều năm qua, Bắc Cung gia tộc đều bị hồn điện chèn ép, nhưng là một mực không có thể tùng khẩu khí này. Không nghĩ tới, bây giờ hồn thiên trưởng lão còn hùng hổ dọa người, thậm chí kêu lên muốn tiêu diệt Bắc Cung gia tộc lời nói, làm sao có thể không để cho rất nhiều thái thượng trưởng lão tức giận. Cái này, hừ, các ngươi Bắc Cung gia tộc ngược lại là có khí phách à. Ta hư thể ở chỗ này, các ngươi có thể không sợ. Ta hy vọng, ta bản thể hạ xuống, các ngươi cũng có thể loại thái độ này. Hồn thiên một phất tay áo miệng, không để ý nữa sẽ bọn họ năm cái tiên tôn, không nghĩ tới mình hạ xuống một lần, thả ít lời độc ác, nhưng liên tiếp bị người oán hận trở về, thật là một chút mặt mũi đều không lưu lại à. Hắn hít thở sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, nói, nếu và linh vận, Bắc Cung gia tộc, cũng không có quan hệ nói, xin mấy vị đều lui qua một bên, bổn trưởng lão muốn đích thân giết cái này phá không ta hồn điện phân đà tiểu tạp trùng. Lão thất phu. Xem ngươi còn là một tiên tôn, không nghĩ tới người ta căn bản không để ý tới sẽ ngươi. Diệp thần vậy xem được nổi dậy, ánh mắt quét qua vài đại tiên tôn, nói, đều nói hồn điện trưởng lão hoành hành vô kỵ, âm thầm chèn ép 10 gia tộc lớn, xem ra là như thế chuyện xảy ra, bất quá ngày hôm nay ngươi lão thất phu này ăn hết, nhìn dáng dấp hẳn là bị thương đi. Hồn điện, hồn tộc, mỗi một người đều là hoành hành vô kỵ, bá đạo vô cùng tộc nhân. Lúc nào lui nhường cho qua? Hồn diệt sinh nhượng bộ, là bởi vì là bị thương, nhưng là những thứ khác hồn tộc người, vô luận cảnh giới cao thấp, tất cả không nhường bộ Diệp thần một bước, đến mức bị Diệp thần tàn sát không còn một mống, ngược lại là vị này hạ xuống hồn điện trưởng lão, lần này tới lần khác lại 3 lần nhượng bộ linh vận và Bắc Cung Hoành Thiên. Nhìn dáng dấp, có mờ ám à? Linh vận tiên tôn nhìn một cái Diệp thần, biết Diệp thần phát hiện chút vấn đề. Nàng vậy phát hiện hồn thiên hơi thở có cái gì không đúng, không có trong tưởng tượng mạnh mẽ, thậm chí có chút bên ngoài mạnh trong rỗng, không khỏi phải hỏi nói, hồn thiên, ngươi bị thương. Không cần ngươi để ý tới. Diệp thần, tiểu xúc sinh, chuẩn bị chịu chết đi. Hồn thiên cũng không dám dài dòng nữa, nguyên lấy làm cho này điểm lực tính đủ rồi, không nghĩ tới linh vận và Bắc Cung Hoành Thiên bọn họ đều ở đây. Còn lấy là... Mình phân thân ngưng kết sau đỉnh hơn chính là tới nhất kích liền có thể đập chết Diệp thần. Không nghĩ tới, nơi này tình huống so tưởng tượng còn phức tạp hơn, những người này, nhìn dáng dấp vẫn cùng Diệp thần có chút quan hệ. Quả thực có chút khó giải quyết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bắc Cung Hoành Thiên đứng dậy. Hồn thiên trưởng lão, không cần gấp gáp như vậy đi. Phải xử trí Diệp thần, có thể từ từ đi à. Bắc Cung Hoành Thiên vậy lên tiếng ngăn cản, hắn ánh mắt lóe lên, có thâm ý khác, âm thầm cùng 4 vị trưởng lão trao đổi, Diệp thần có thể đầu tư, hồn điện cũng là lớn địch. Hồn điện mạnh mẽ, Bắc Cung gia tộc không dám ngay mặt xé rách ra mặt, nhưng là có thể âm thầm tới à. Hồn thiên cái này cái phân thân, tựa hồ hơi thở không mạnh, hơn nữa không có thể trường kỳ giữ chiến lực, có lẽ thời gian đến một cái, liền chạm trán lực lớn giảm, thậm chí tiêu tán. Hồn điện hại ta Bắc Cung gia tộc hơn 10 vị thần quân, thậm chí 2 vị thái thượng trưởng lão cũng bởi vì hồn điện bị thương nặng. Thù này, không thể không báo. Huống chi, Diệp thần có năng lực, sau lưng tất nhiên có người. Giờ phút này chính là giúp người đang gặp nạn lúc cơ hội, mà không phải là thêm gấm thêm hoa, giờ phút này cứu Diệp thần, liền có cơ hội. Thái thượng tứ trưởng lão âm thầm truyền âm nói, gia chủ, tìm cơ hội kéo hồn thiên phân thân. Không nên động thủ, không cho hồn điện lưu mượn cớ, như vậy bọn họ liền không có cơ hội tự mình đối với chúng ta động thủ, cho dù động thủ chúng ta cũng có thể kéo Liệt Hỏa giáo, Bách Lý gia chủ thành tựu trợ giúp. Đồng thời, không nên để cho Diệp thần chết. Diệp thần người sau lưng rất mạnh, mới vừa rồi bùng nổ vậy đạo thần niệm lực, cực kỳ khủng bố. Ta thu hồi trước đối với Diệp thần thành kiến. Hôm nay nhất định phải và Diệp thần chắc chắn quan hệ tốt. Diệp thần bí mật cố nhiên chân quý,
nhưng không phải bọn họ Bắc Cung gia tộc có thể ham muốn, mà nắm giữ người là Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không chết, ngày sau tất nhiên công giúp tạo hóa, thậm chí trở thành một khối cự kình, tại bọn họ Bắc Cung gia tộc có lợi. Bắc Cung gia tộc Thái Thượng trưởng lão, nhất sẽ cân nhắc thiệt hơn. Hơn nữa so Bắc Cung Hoành Thiên xem được càng thấu, biết cái gì có thể muốn, cái gì không thể muốn. Rõ ràng, bề ngoài kéo hồn thiên, nhưng lại không xé rách ra mặt. Bắc Cung Hoành Thiên đáp lại, hết thảy các thứ này đều ở đây thoáng qua gian. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, có thâm ý khác, âm thầm truyền âm nói, Diệp tiểu huynh đệ, chúng ta giúp ngươi ngăn lại hồn thiên, ngươi khoan hãy đi, cùng thời gian vừa quá, hồn thiên phân thân tự nhiên chiến lực giảm nhiều, không đối ngươi sinh ra uy hiếp. Phân thân, có nhất định thời gian. Diệp Thần, có thể sẽ chết ở phân thân trong tay, cũng có thể không biết. Nhưng đều là một cái cơ hội, một cái hắn Bắc Cung gia tộc hoàn toàn giao hảo Diệp Thần cơ hội. Thử nghĩ, bọn họ cứu Diệp Thần một mạng, Diệp Thần sẽ không báo đáp bọn họ à? Diệp Thần khẽ mỉm cười, chợt vậy gật đầu một cái, hắn ngược lại là muốn xem Bắc Cung gia tộc chơi hoa dạng gì, còn như hồn thiên trưởng lão phân thân, có tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên chiến lực, hắn trạng thái bây giờ, cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể đỡ nổi. Hồn thiên trưởng lão, ta xem đầu 600 năm sự kiện kia, chúng ta thật tốt thương lượng đi. Bắc Cung Hoành Thiên thấy hồn thiên trưởng lão rơi xuống đất, liền đi lên, đồng thời quanh mình bốn vị thái thượng trưởng lão cũng động, dựa theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị, có chút muốn vây lại hồn thiên ý của trưởng lão, nhưng lại không hoàn toàn, chỉ là nếu có như cách đến gần, ngón này chơi được đẹp. Hồn thiên trưởng lão phân thân, nhìn năm vị tiên tôn tới, ngay tức thì cảnh giác, trong tay hiện ra một chuôi hợp đạo thần khí, nói, năm vị, lui ra, nếu không đừng trách ta ra tay. Các vị, thật tốt suy nghĩ một chút, ta hồn điện là dạng gì tồn tại? Ta hồn điện nhưng mà có mấy vị phong thần võ giả ở. Các ngươi, vẻn vẹn chỉ là 8-9 vị tiên tôn mà thôi, chỉ tương đương với chúng ta 3-4 cái phân đà chiến lực, đừng lỡ mình à. Hắn từng bước một đi về phía trước, bao quanh hắn 5 cái người vậy giống vậy đi về phía trước. Không có biện pháp chỉ có thể vừa dùng trước lời nói cảnh cáo Bắc Cung Hoành Thiên các người. Một bên vô cùng cuống cuồng, không dám động tay à, nhưng là không động thủ nữa, phân thân có thể tồn tại thời gian lại càng ngắn à. Phân thân, chủ yếu là do hồn thiên trưởng lão bản thể và hồn diệt sinh cả người máu tươi tạo thành. Giống như là chính là tầm thường năng lượng kết hợp thể, không có thực chất tính vật kiện, thật nhiều con có thể chống đỡ cái 3 phút. Thời gian đến một cái, liền sẽ trực tiếp tán loạn, thậm chí từ một phút sau lực lượng liền sẽ bắt đầu suy nhược. Mà nay Bắc Cung Hoành Thiên cùng 5 cái người vây quanh hắn, tiêu hao thời gian, hắn lại đang do dự, rốt cuộc có động thủ hay không? Không động thủ, thời gian tiêu tán. Động thủ, có thể lực lượng vô cùng cái tiêu hao, không giết được Diệp Thần. Các vị, mau thối lui. Hồn điện giận dữ, người Bắc Cung gia tộc từ đây biến mất ở Linh Võ Đại Lục. Diệp Thần người này, ngày hôm nay phải được chết, nếu không ta hồn điện điện chủ tự mình trở về. Đều phải đánh chết hắn. Ngươi cùng Bắc Cung gia tộc, chọc giận chúng ta Thái Thượng trưởng lão, còn sẽ không bị diệt tộc, chỉ khi nào chọc giận chúng ta điện chủ, chính là muốn hoàn toàn diệt tuyệt. Hồn thiên nhanh chóng đi về phía trước, thanh âm hiện lên từng cơn rùng mình. Diệp Thần, trên người có huyết long, và truyền thuyết nhất trí. Phải được chết. Nhưng là, Bắc Cung gia tộc những thứ này khốn kiếp, lại còn muốn tham đồ lợi ích, ngăn trở hắn. Ngu si, đơn giản là một đám ngu si. Diệp Thần làm sao có thể là các ngươi bảo vệ được. Cho dù chống đỡ được hắn, điện chủ trở về tự mình động thủ, Diệp Thần như nhau phải chết, đồng thời các ngươi Bắc Cung gia tộc cũng được toàn bộ xong đời, diệt tộc tuyệt chủng không thể. Nhưng mà Bắc Cung Hoành Thiên nếu tâm ý đã quyết, tự nhiên không sợ, hắn bước ra một bước, không chút khách khí nói. Lời này không ổn. Ta Bắc Cung gia tộc thần quân, tiên tôn. Nhiều lần bị các ngươi đánh lén. Hơn nữa, ngươi nói chúng ta ngăn trở chuyện ngươi. Trên thực tế, cũng không phải là. Bắc Cung Hoành Thiên lấy ra một phần bản đồ, chỉ nội dung phía trên, từ từ nói, liên quan tới chúng ta hai thế lực lớn tiếp giáp địa bàn, ta có chút không quá rõ ràng. Ngươi xem khu vực này, Viêm Ma Sơn. Rốt cuộc nên thuộc về người đó nắm trong tay. Còn có à, Dương Phượng Cốc, Điền Sản Bình Nguyên, Loạn Sơn Cốc Vân.
Vân bảy cái địa phương, chúng ta đều có tranh cãi, chúng ta chỉ là đang cùng các ngươi thương nghị biên giới vấn đề, cũng không phải là muốn ngăn trở ngươi, ngươi trả lời vấn đề của chúng ta thỏa thuận biên giới tranh cãi, sau đó ngươi đi ngay đánh chết ngươi kẻ địch. Bắc Cung Hoành Thiên liền là một bộ quấn hồn thiên phân thân ý tưởng. Liền đánh cuộc là hồn thiên không dám động tay. Nói liếc, hắn thật ra thì vẫn là sợ hãi hồn điện, thật muốn giúp Diệp Thần, trực tiếp ra tay đánh bể hồn thiên phân thân không được sao. Rất nhanh, Bắc Cung Hoành Thiên kéo hồn thiên trưởng lão phân thân nói lại nhải cũng sắp hơn một phút đồng hồ. Diệp Thần nhìn một màn này, chân thực không nhịn được, nói, còn cao tay, còn thiên tôn, một chút khí phách cũng không có. Ta rút lui, chính các ngươi từ từ trò chuyện. Nhưng mà Diệp Thần vẫn chưa đi mấy bước, một đạo lạnh như băng giọng nữ liền từ phía sau truyền tới. Chính là Linh Vận Tiên Tôn. Diệp Thần, người có thể biết rời đi bây giờ, chính là tương đương với chịu chết. Cho ta lưu lại. Linh Vận Tiên Tôn rất rõ ràng, Diệp Thần dưới mắt cách làm an toàn nhất, chính là ở chỗ này tĩnh tâm chờ đợi hồn thiên hư ảnh tiêu tán. Nếu không, hồn thiên bị chọc giận, tất nhiên bỏ mặc Bắc Cung gia tộc khuyên can, trực tiếp chu diệt. Diệp Thần bước chân vẫn không có dừng lại. Giờ khắc này, Linh Vận Tiên Tôn gương mặt có chút tối. Thông qua trận pháp chuyện, nàng đối với Diệp Thần đã có nơi đổi cái nhìn. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý bị nàng khống chế, nàng đem Diệp Thần triệu nhập Linh Tiên Đế Cung cũng không phải là không thể được. Nàng bây giờ yêu cầu chính là Diệp Thần thái độ. Nhưng mà Diệp Thần tính cách định trước không cách nào thay đổi. Một giây kế tiếp, Linh Vận Tiên Tôn uy áp giống như gió lớn trào hướng Diệp Thần, muốn ngăn cản Diệp Thần rời đi. Diệp Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó, chợt xoay người. Trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Linh Vận Tiên Tôn. Đây là một đôi giống như tới từ địa ngục ác thú ánh mắt. Linh Vận, không có ai có thể mệnh lệnh ta. Cố nhiên người bây giờ là cao cao tại Thượng Tiên Tôn, lại là Linh Tiên Đế Cung Phó Cung Chủ, cũng không có tư cách. Còn nữa, người ngược lại là để cho ta nghĩ tới người ta phá trận trước ước định. Đúng không, con kiến hôi? Nghe được câu này, Linh Vận Tiên Tôn, thậm chí còn Bắc Cung Hoành Thiên diễn cảm đều có chút không đúng. Ngay tại phá trận trước, Diệp Thần không chỉ và hồn tộc lão tổ ước định, càng và Linh Vận Tiên Tôn đánh cuộc. Một khi phá trận thành công, Diệp Thần liền ngay trước mặt của mọi người không ngừng kêu Linh Vận con kiến hôi hai chữ. Mấu chốt Linh Vận phải đáp ứng à. Linh Vận Tiên Tôn vốn cho là Diệp Thần căn bản không có thể xông qua. Nhưng là trên thực tế, Diệp Thần không chỉ xông qua, thành công hơn cầm hồn tộc hủy diệt. Trong thiên hạ dám không ngừng kêu Linh Vận Tiên Tôn là con kiến hôi có mấy người. Liền liền hồn điện trưởng lão hồn thiên vậy hơi ngẩn ra. Linh Vận người cái này con kiến hôi sợ là không đánh cuộc được đi. Diệp Thần nghiền ngẫm cười, nếu như ta không đoán sai, một khi vi phạm đánh cuộc, đối với người đạo tâm sẽ có ảnh hưởng, sau này muốn đột phá, sợ rằng càng khó hơn đi. Ngươi, giờ khắc này, Linh Vận thật hoàn toàn khí nổ. Nàng vậy giống như dao nhọn giống vậy ánh mắt dường như muốn đâm rách Diệp Thần thân thể. Diệp Thần, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Ngươi thật lấy là ta không dám giết ngươi không được. Ta muốn giết ngươi, và giết chết một con kiến không có khác biệt. Diệp Thần nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, con kiến hôi, ngươi còn không có cần phải đâu. Giờ phút này, Linh Vận Tiên Tôn biểu tình trên mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Hồi lâu, Linh Vận một phất ống tay áo, cắn răng nghiến lợi nói, được. Diệp Thần, hôm nay ta Linh Vận liền làm một lần con kiến hôi. Nhưng là ngươi lại nhớ, chúng ta một năm ước hẹn. Một năm sau ngươi như không có thực lực trấn áp ta, ngươi đời này nghỉ muốn gặp Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Còn nữa, ngươi đừng lấy là hôm nay đột phá đến thần vương cảnh, diệt hồn điện một nơi phân đà, thì có tư cách sừng sững ở Linh Võ Đại Lục. Linh Võ Đại Lục mạnh hơn thiên tài của ngươi có vô số. Ta sẽ đích thân mang Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết gặp vậy thế giới rộng lớn hơn. Lấy bọn hắn thiên phú và xinh đẹp, người căn bản không với cao nổi. Nói không chừng, một năm sau đó, người sẽ nhận được bọn hắn tiệc cưới thiệp mời. Diệp Thần nghe được câu nói sau cùng, có chút tức giận, nhưng vẫn là tự tin nói, Linh Vận bà cụ, người yên tâm, ta tin tưởng phụ nữ của ta. Linh Võ Đại Lục cố nhiên bát ngát,
nhưng là dám ở ta Diệp Thần trước mặt gọi thiên tài người, kết quả vĩnh viễn chỉ có một. Đó chính là trở thành ta đá lót đường. Linh vận khí được thân thể run rẩy, cuối cùng ném xuống một câu nói, Diệp Thần, người bây giờ phải đối mặt hồn điện, thậm chí còn huyết linh tộc điên cuồng trả thù. Ta hy vọng người có thể sống đến một năm ước hẹn sau. Nói xong, Linh vận xoay người, hiển nhiên không dự định lại nhìn thấy Diệp Thần. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần cố nhiên xuất sắc, nhưng là đắc tội lớn như vậy thế lực, tất nhiên chết hiểu. Dĩ nhiên, nàng vậy nguyện ý ở bên trong làm một ít chuyện tình, tăng tốc độ Diệp Thần chết hiểu. Diệp Thần không muốn ở hồn tộc dừng lại lâu, hắn có thể cảm giác được mình thương thế trên người, hắn mới vừa muốn tiếp tục rời đi. Một đạo tiếng của trách phun trào. Tiểu súc sinh, người ngày hôm nay phải được chết. Bên kia, hồn thiên cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng ra tay, theo thời gian trôi qua, hắn hơi thở đã yếu bớt đến tạo hóa cảnh nhị tầng thiên trình độ, không ra tay nữa Diệp Thần một chạy liền không cơ hội. Ngay lập tức gian, một chuôi nhỏ kiếm phá vỡ hư không, liên tiếp đẩy lui Bắc Cung gia tộc hai vị thái thượng trưởng lão. Hồn thiên trưởng lão phân thân, lấy bỏ qua một cánh tay làm giá, đánh lui Bắc Cung Hoành Thiên, cưỡng ép nhảy không lên, cái tay còn lại nắm nhỏ kiếm, hội tụ sức toàn thân, đột nhiên đâm ra một kiếm, dẫn dỗi rãnh gian chấn động, thiên địa làm biến sắc. Đây mới thật là cường giả lực. Phịch, phát ra một kiếm này sau. Hồn thiên trưởng lão phân thân sau đó lực lượng tiêu hao mà vỡ ra. Lão thất phu, một đạo hư ảnh tàn niệm mà thôi, người muốn đánh, ta liền chiến. Diệp Thần xoay người lại vốn định ngăn trở, nhưng phát hiện không đúng, hồn thiên phân thân lại có thể không theo như thông thường tới. Ngược lại, ra tay một cái chính là tuyệt sát à. Hắn còn lấy là hồn thiên phân thân sẽ ngăn trở mình chốc lát, lại tới chém giết. Tốt triệu hoán sư tôn cửa động thủ, không nghĩ tới đối phương ra tay một cái chính là tuyệt sát, hiển nhiên hy vọng nhất kích lực chu diệt mình. Nếu không cũng không sẽ đốt bạo cái này phân thân. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Nhỏ kiếm cũng là cửu phẩm hợp đạo thần khí, vạch qua giữa không trung, đưa tới vô cùng là nhọn tiếng xé gió. Xa xa Bắc Cung Hoành Thiên căn bản không kịp ra tay. Chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão. Giết! Bót! Trong chốc lát, còn lại hai vị Bắc Cung gia tộc thái thượng trưởng lão bày mưu đặt kế, tung người lên, mỗi người bày ra mình thần vương nói, phối hợp thời không quy luật lực, sử dụng một đao một kiếm, công hướng hồn thiên phân thân đánh ra nhỏ kiếm. Bây giờ, chỉ có bọn họ hai cái có thể cứu Diệp Thần. Bót sát! Một chuôi trắng đao bị nhỏ kiếm nghiền ép. Sau đó tấc tấc vỡ ra. Ngoài ra một chuôi đỏ kiếm sắp va chạm đến nhỏ kiếm đồng thời, trực tiếp vỡ ra. Hai vị tạo hóa cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lão, căn bản không ngăn được một chiêu này chỉ ít tương đương với tạo hóa cảnh tứ tầng thiên toàn lực liều mạng nhất kích, dù là tạo hóa cảnh lục tầng thiên võ giả ở chỗ này, vậy được bị thương nặng, thậm chí có thể hết lớn nửa cái mạng. Tránh! Tránh! Hai vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng né tránh nhỏ kiếm, Diệp Thần cũng không phải là bọn họ nhi tử, bọn họ không thể nào cho Diệp Thần đỡ kiếm. Bọn họ mới tạo hóa cảnh 2-3 tầng thiên, đỡ kiếm. Muốn chết! Bót sát! Giữa không trung, một vị thái thượng trưởng lão bị dư âm chấn động, giống như bao bố rách vậy rơi xuống. Ngoài ra một vị thái thượng trưởng lão chưa kịp chạy, cũng bị nhỏ kiếm dư âm chấn động, trào máu bạo lui. Xa xa Diệp Thần muốn động thủ, nhưng phát hiện mình bị hồn thiên thời gian pháp tắc giam lại, căn bản nhúc nhích không được. Mắt gặp mình liền phải bỏ mạng ở nhỏ kiếm dưới. Nguy hiểm chỉ ở thời gian vừa niệm. Dù là kêu gọi luân hồi mộ địa sư tôn vậy không còn kịp rồi. Nhỏ kiếm mạnh, chính là Bắc Cung gia tộc hai vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão cũng không ngăn nổi, ngược lại bị hắn gây thương tích. Hơn nữa tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Mũi kiếm đã sắp đến gần Diệp Thần, lực lượng cuồng bạo vỡ nhỏ liền chung quanh hết thảy, thậm chí đưa tới ra màu máu đỏ sấm sét, mặc dù không có khế ước tia chớp như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Thậm chí bị giam cầm ở Diệp Thần, đều cảm giác được thiên địa tại bể tan tành, tan biến. Một kiếm này, có diệt thế lực. Một kiếm này, không người nào có thể ngăn cản. Một kiếm này, Diệp Thần hẳn phải chết. Xa xa Bắc Cung Hoành Thiên mất mát nhìn hết thảy các thứ này, muốn đứng dậy,
cho dù bùng nổ toàn bộ tu vi, vậy không cứu được Diệp Thần à? Hồn Thiên, Hồn Điện nội môn thứ ngũ trưởng lão, tạo hóa cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, tự hào tiên tôn. Lấy kiếm pháp nhanh nổi danh, thậm chí tiếp cận với vạn kiếm đế cung kiếm thần, mới vừa rồi một kích kia, mặc dù là phân thân bộc phát ra, mặc dù chỉ tương đương với tạo hóa cảnh tứ tầng thiên võ giả một kích toàn lực, nhưng là tốc độ chính là đến gần tạo hóa cảnh cửu tầng thiên võ giả bộc phát ra công kích. Bắc Cung gia tộc, năm vị tiên tôn. Không ngăn được, lại là không theo đuổi. Xa hơn linh vận tiên tôn, vậy không theo đuổi, chỉ có thể nhìn Diệp Thần bỏ mạng ở nhỏ kiếm dưới. Trong một cái chớp mắt này, tựa hồ tất cả mọi người đều hồi tưởng lại hồn diệt sinh trưởng lão nói. Lấy ta chi tánh mạng, đổi thứ ngũ trưởng lão xuất thủ cơ hội. Làm được, vậy trả giá tánh mạng, vậy không người có thể cứu Diệp Thần, hy sinh một vị tàn phế tiên tôn, một vị đã thua phân đà đà chủ, để đổi lấy đánh chết có thượng cổ ma thần dựa vào Diệp Thần. Hồn Thiên, cưỡng ép đánh chết Diệp Thần, cũng không có nói cho những người khác, Diệp Thần trên người có hồi phục thượng cổ huyết ma long thần. Nếu không, hắn chính là liền một kiếm này cũng đánh không ra. Bởi vì Bắc Cung gia chủ Hòa Linh Vận Tiên Tôn sẽ không để cho hắn đánh ra, hai người nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ Diệp Thần, dù là bị thương, vậy sẽ như vậy. Chỉ là, không cái này cơ hội. Diệp Thần, phải chết. Giờ khắc này, Diệp Thần cả người lạnh như băng. Đây là hắn bước vào Linh Võ Đại Lục tới nay lần đầu tiên cảm giác được tử vong. Vô cùng điên cuồng tử vong. Làm thế nào? Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này? Hắn không thấy Kỳ Tư Thanh, không thấy Hạ Nhược Tuyết. Không có đem luân hồi mộ địa trăm vị sư tôn giải cứu ra. Không có mang Diệp Lạc Nhi tìm được nàng đích thân phụ mẫu. Không có phá vỡ ra ra xài cả đời bày ra cuộc cờ. Không có tìm được thuộc về đá màu đen bí mật lớn nhất. Hắn tại sao có thể chết? Cường đại cầu sinh ý ngay tức thì bùng nổ. Diệp Thần ấn đường đột nhiên gian xuất hiện một con mắt. Ác ma mắt. Rồi sau đó, một đạo thanh âm tức giận phảng phất từ ác ma mắt bên trong gầm thét ra. Ta chọn người, hắn còn không có thành tựu cao nhất ma thân, làm sao cho phép các ngươi loại rác dưới này chu diệt. Thiên đều không thể giết hắn, huống chi ngươi một kiếm này. Cuồn cuộn ma khí hoàn toàn bao quanh Diệp Thần. Đồng thời, Diệp Thần trong mắt lại thay đổi. Từng đạo huyết nguyệt tựa như cắn nuốt Diệp Thần con ngươi. Lạnh như băng máu, là màu đỏ. Vô tình ma, là màu đen. Huyết ma chi bên trong, tựa như vào giờ khắc này hoàn toàn cắn nuốt Diệp Thần. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra, quanh thân luân hồi huyết mạch cháy. Sau lưng mơ hồ có một đạo hư ảnh hiện ra mở, không thấy rõ hình dáng, giống vậy xem không thấy rốt cuộc có bao nhiêu. Những người khác chỉ thấy được cái này màu đen hư ảnh. Đỉnh thiên lập địa vậy sâu vào tầng mây, sợ rằng có vạn trượng lớn. Huyết mạch hư ảnh. Diệp Lạc Nhi chính là ngàn trượng. Diệp Thần chính là vạn trượng. Cái này đạo hư ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện, đưa mắt nhìn, bên ngoài nhưng bao quanh một đoàn nồng đậm hắc vụ, để cho người xem căn bản không thấy rõ hình dáng, cho dù là tiên tôn, cho dù là linh vận tiên tôn, cũng không thấy rõ. Chỉ có Diệp Thần có thể cảm nhận được. Cũng hoặc là... Không phải bọn họ không thấy rõ, mà là không có tư cách thấy rõ. Cho tới bây giờ không có ai biết Diệp Thần huyết mạch kết quả như thế nào. Năm đại thần vương đạo. Mở. Ác ma mắt, cho ta lực lượng. Diệp Thần tiếng gào thét chấn triệt thiên địa trên dưới, vô cùng vô tận ma lực từ trong tách thả ra tới, hội tụ sau lưng hư ảnh, tựa hồ sẽ đối trước nhỏ kiếm, phát động công kích. Cùng lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong. Vậy đạo thần trụ giống vậy đổi sáng lên trạch, một cổ khó hiểu lực lượng phun trào ra, vô cùng mạnh mẽ. Ba cổ lực lượng dung hợp chung một chỗ, phát ra một đạo mất đi thánh quang, đánh vào nhỏ kiếm. Ngay lập tức gian, một cổ ánh sáng chói mắt trạch, cuốn sạch thiên địa. Tất cả mọi người đều không thấy rõ nội bộ tình huống, chỉ cảm thấy hai cổ trình độ cao nhất lực lượng va chạm. Hồi lâu sau, một đạo thân thể ngã xuống. Giữa không trung lưu đi một vòng, ổn định mà nặng nề được rớt rơi trên mặt đất. Là Diệp Thần. Không có chết. Gặp tạo hóa cảnh cửu tầng thiên trường kiếm tiên tôn hồn thiên nhất kích, không có chết. Này cùng tình huống, xem trợn tròn mắt tại chỗ mấy vị cường giả,
Bắc Cung Hoành Thiên lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nuốt nước miếng một cái này cũng chưa chết à. Mạng này được nhiều cứng rắn. Cái này nội tình thật quá dày. Hắn ngây ngốc nhìn bên cạnh bị thương Thái Thượng Tam trưởng lão, nói chúng ta mới vừa rồi không ra. Tam thúc bá à, người cảm thấy Diệp Thần, có phải hay không ba đại đứng đầu người gia tộc? Thần Vương Cảnh, ở tạo hóa cảnh tiên tôn thủ hạ không chết. Không chết à, cái này được bao lớn nội tình, rất trâu bò phía sau đài à. Nói Diệp Thần không phải ba đại đứng đầu người gia tộc, Bắc Cung Hoành Thiên cũng không tin. Linh Vận Tiên Tôn cũng là một mặt hoảng sợ, sắc mặt cùng Bắc Cung gia tộc bốn vị thái thượng trưởng lão như nhau vậy, đều không tỉnh lại. Dường như, mới rồi có người nói, Diệp Thần chạy thoát được một lần. Không trốn thoát lần thứ hai. Chạy à? Lần thứ hai vậy trốn khỏi à? Ai còn có thể giết hắn, trừ phi hồn điện điện chủ tự mình tới đi. Phốc! Sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết tới hồn điện. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, hiển nhiên bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Thương thế kia không phải tới từ tại hồn thiên lực lượng, mà là tới từ hắn kích thích huyết mạch lực ngăn trở lực lượng này cắn trả. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, lau sạch khóe miệng vết máu, nói các vị, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần trực tiếp nhảy không rời đi, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại. Ai biết hồn tộc còn có cái gì không bí mật tuyệt kỹ. Nếu như lại giết ra một cái cường giả, hắn căn bản không ngăn cản được. Ai biết Bắc Cung Hoành Thiên các người ý tưởng gì. Nếu như rình rập mình bí mật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn như Linh Vận Tiên Tôn, lão thái bà này chỉ sợ là muốn nhất chu diệt mình tồn tại đi. Linh Vận một lòng muốn biết mình, bây giờ là bị mình rung động ở, vạn nhất dậy tâm tư khác, mình cũng khó trốn độc thủ. Dứt khoát đi trước, cùng thương thế tốt lắm lại xem tình huống. Diệp Thần ngự không rời đi. Mấy vị tiên tôn trố mắt nhìn nhau, không khỏi được cười khổ một tiếng, đều biết Diệp Thần sợ mình các người đối với hắn động thủ. Bắc Cung Hoành Thiên đứng dậy tới, lau thần giác máu tươi, hơi mỉm cười nói, còn được nhiều cảm ơn Diệp Thần à, nếu không phải Diệp Thần, chỗ này hồn tộc phân đà, còn không biết muốn bấy nhiêu vạn năm, mới có thể tiêu diệt à. Hồn tộc phân đà. Bọn họ có thể tiêu diệt, nhưng là kiêng kỵ hồn điện, không dám diệt. Cho tới hướng Tây không cách nào phát triển, không cách nào đi săn giết yêu thú chế tạo nhiều hợp đạo thần khí, cùng với thời không chi binh. Nhưng là bây giờ có thể, cao cấp yêu thú nhưng mà hợp đạo thần khí và thời không chi binh chủ yếu vật liệu, Bắc Cung gia tộc sở dĩ hơn mấy ngàn năm mới có thể luyện chế một chuôi thời không chi binh, chính là bởi vì yêu thú và hung thú khó giết. Lại không tiếp giáp, đơn độc tiên tôn đi giết, độ nguy hiểm quá lớn. Lại không giống linh tiên đế cung như vậy, tiếp giáp hải ngoại hung thú, có thể trực tiếp phát động lớn tác chiến. Bây giờ tốt lắm. Bắc Cung gia tộc có thể hướng Tây tiếp giáp tiên thú và yêu thú chi địa, tương lai trăm năm bên trong, hợp đạo cảnh thần quân số lượng sẽ tăng nhiều, thậm chí tạo hóa cảnh tiên tôn số lượng cũng sẽ tăng thêm mấy vị, hơn nữa không cần sợ hồn điện. Diệp Thần tiểu xúc sinh này, lại để cho hắn chạy. Bất quá, lần kế gặp mặt, chỉ sợ là ta Linh Vận thấy hắn thi thể. Nói thật, loại thiên tài này chết, ta cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng là, loại này ngu đần không thay đổi tiểu tử phải chết. Linh Vận tiên tôn thần giác buộc vòng quanh lau một cái nụ cười lạnh như băng. Không có ai biết nụ cười này sau lưng dùng mình. Rất là âm lãnh. Rất nhanh. Linh Vận Tiên Tôn xé hư không, trực tiếp về Linh Tiên Đế Cung. Gia chủ, chúng ta vậy chuẩn bị một chút, ứng đối hồn điện chọn lời, đồng thời kết hợp liệt hỏa giáo, bách lý gia tộc đối kháng bọn họ đi. Lần này không chỉ có liên hiệp bọn họ đối kháng hồn điện chất vấn, còn có thể cùng nhau săn giết yêu thú luyện chế thần binh. Thái Thượng Tứ Trưởng Lão cảm khái một phen, nói, Diệp Thần vô hình chung giúp chúng ta không thiếu, ngược lại là phải dành cho hắn một ít trợ giúp. Trợ giúp. Bắc Cung Hoành Thiên sững sốt một chút, hỏi, tứ thúc bá, ngươi chuẩn bị làm sao giúp? Diệp Thần, bây giờ chọc là hồn điện à? Chúng ta Bắc Cung gia tộc lần này cũng phải đối mặt hồn điện hỏi tội, còn được kéo lên liệt hỏa giáo và bách lý gia tộc, thậm chí huyền quan sẽ một khối mà, hội tụ mười mấy 20 vị tạo hóa cảnh tiên tôn,
mới có thể chống đỡ hồn điện chất vấn, mới có thể bảo đảm chúng ta không có tổn thất bao nhiêu. Còn đi trợ giúp Diệp Thần. Làm sao giúp? Diệp Thần nội tình, chính là tạo hóa cảnh tiên tôn ra tay, chỉ sợ cũng khó giết chứ. Chúng ta giúp hắn, trên mặt nổi không được, lén lút, chúng ta dường như không có thứ gì có thể giúp hắn. Đưa tiên khí. Diệp Thần tiêu diệt hồn tộc, tất cả chiến lợi phẩm, đều mang đi, từ tiên khí đến hợp đạo thần khí đều có không thiếu, chúng ta phương diện này căn bản không giúp được à. Thái thượng tứ trưởng lão có chút xấu hổ, chợt ho khan mấy tiếng, từ từ nói, hoành trời ạ, ta xem Tử Ngọc thật hợp thích Diệp Thần. Dầu gì, người vài cô con gái, vậy còn có ba cái chưa gả, hụ hụ hụ, là không phải có thể chiêu Diệp Thần là con rể đâu. Dĩ nhiên, tựa hồ thằng nhóc kia lòng có chút chiếm hữu, cái này không quá đáng tin, nhưng cũng phải thử một lần. Thêm nữa mà, chúng ta âm thầm cho Diệp Thần tiết lộ một ít tin tức. Ví dụ như hồn điện muốn giết hắn, chúng ta trước thời hạn an bài hắn rời đi, hoặc là nói, huyết linh tộc tin tức. Hắn cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão hai mắt nhìn nhau một cái, chợt khẽ vuốt râu, một bên điều động linh lực chữa thương, vừa nói, huyết linh tộc khai sáng huyết kiếm môn có nhiều ít hợp đạo cảnh, nhiều ít hỗn nguyên cảnh, cũng có thể trước thời hạn thu thập, cho biết Diệp Thần à. Cuối cùng, ta nghe huyết linh tộc giam giữ vậy không thiếu Côn Lôn hư thượng cổ đại năng. Những người này, vô cùng có thể và Diệp Thần có liên quan, cũng hoặc là sư thúc bá, hoặc là cùng các sư huynh đệ muội đâu. Chúng ta, có cơ hội xem có thể hay không giải cứu một hai. Thái thượng tứ trưởng lão nói rất nhiều. Nói tóm lại, chính là kiệt hết tất cả lực lượng, giao hảo Diệp Thần. Diệp Thần nội tình, đã để cho bọn họ Bắc Cung gia tộc, hoàn toàn quyết định đầu tư, thậm chí muốn tốn nhiều tiền đi đầu tư Diệp Thần. Tương lai Diệp Thần tất nhiên là một khối cự kình, cuộc mua bán này tuyệt đối không thua thiệt. Được. Thu thập huyết linh tộc rất nhiều võ giả tin tức. Đồng thời, đem ban đầu Diệp Thần cho chúng ta đồ, cùng nhau đưa trả lại, lại âm thầm thu thập hồn điện tin tức. Bắc Cung Hoành Thiên làm đã quyết định, chợt kể cả các thái thượng trưởng lão biến dạng hư không, trở lại Bắc Cung gia tộc bên trong. Lần này, ngăn cản hồn thiên nhỏ kiếm, 5 người đều bị thương. Chính giữa vậy hai vị tạo hóa cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lão, lại là thiếu chút nữa bị thương nặng, cần cực kỳ nghỉ ngơi điều tức một đoạn thời gian, thật may ở hồn tộc nơi này đạt được một chuôi thời không chi binh, sắp ra đời một vị tạo hóa cảnh tiên tôn, tổn thất cũng có thể bổ được trở về. Bắc Phực, hồn điện trụ sở chính. Khu vực nòng cốt ở giữa hồn thiên đang hai tay thi triển lực lượng, sừng sững gian một cổ to lớn cắn trả lực lượng vọt tới. Phốc, một ngụm máu tươi biểu bay ra. Hồn thiên trưởng lão cả người bạo lui ra, đụng vào bốn phía trên vách tường, đem xích kim thạch luyện chế mà thành tiên khí vách tường cũng đụng chia 5 x 7, trên đất máu tươi lại là có tính ăn mòn, trực tiếp đem đất mặt phục ăn mòn ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Đáng chết! Phân thân, không có! Diệp thần, tiểu xúc sinh! Hồn thiên vô cùng yếu ớt, sắc mặt thảm trắng, thực lực một lần đáp xuống lịch sử băng điểm. Lấy hắn khí tức bây giờ mà nói, chỉ tương đương với tạo hóa cảnh nhị tầng thiên, chiến lực chân chính sợ rằng chỉ có thể sánh bằng tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Liên tục mấy ngày, liên tục nhiều lần cắn trả, đem hắn vị này vô hạn đến gần phong thần võ giả nội môn trưởng lão bị thương nặng. Chiến lực 10 không tích chữ 1. Sợ rằng cần tốt một đoạn thời gian tới khôi phục. Phân thân bể tan tành, kế hoạch thất bại. Bắc Cung gia tộc, Linh Vận Tiên Tôn, Diệp Thần. Hồn thiên quỳ ngồi trên mặt đất, giống như từ từ già đi, nhìn qua một khắc sau liền muốn chết đi vậy, chợt lấy ra lệnh bài, thấp giọng dày, tất cả thần quân hộ pháp, toàn bộ chạy tới nơi này. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Lệnh bài phát ra sáng bóng. Hồn điện trụ sở chính lưu tồn hợp đạo cảnh thần quân, toàn bộ chạy tới, nhiều vô số tổng cộng đến gần 50 vị, cơ hồ tương đương với một cái bên trong nhóm thế lực tổng hợp, thậm chí còn mạnh hơn không thiếu, nhưng là tạo hóa cảnh tiên tôn, chỉ có hồn thiên một người. 10 năm trước, ma vực sao động, không thiếu ma thần hậu duệ xông vào Bắc vực biên giới, trắng trợn đánh chết võ giả, tấn công hai đại đứng đầu gia tộc địa bàn. Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc, thu thập bên trong tộc cao thủ xuất chinh nghênh chiến ma thú, thậm chí còn hai mỗi gia chủ đều xuất động, lúc sắp đi,
thần long gia tộc gia chủ cảm thấy hồn điện quá mạnh mẽ, quá có thể thấm vào tông phái gia tộc. Ngay sau đó, tự mình thu thập hồn điện võ giả. Hồn điện, từ điện chủ đến thái thượng trưởng lão đợi một chút, thảo luận 10 vị tinh khiếu cảnh phong thần võ giả, 24 vị tạo hóa cảnh tiên tôn, 130 vị hợp đạo cảnh thần quân toàn bộ tiếp nhận chiêu mộ, theo thần long gia tộc đội ngũ chạy tới ma vực ngăn địch. Hồn điện cho dù là phân đà thần quân cũng bị chiêu mộ gần nửa lên đường. Hiện nay, cũng coi là hồn điện trụ sở chính yếu nhất thời gian, chỉ để lại một vị tạo hóa cảnh cửu tầng thiên, nửa bước phong thần hồn thiên chấn giữ. Nhưng mà vị này chấn giữ tổng bộ hồn thiên, vậy gặp bị thương nặng. Truyền lệnh xuống. Tuyên bố thiên hồn lệnh truy sát, đánh chết người Côn Lôn hư Diệp Thần. Thành công đánh chết Diệp Thần người dành cho một chuôi tam phẩm thời không chi binh. Hồn thiên từ từ vừa nói, hơi thở khi thì mạnh, khi thì yếu, phập phồng không ngừng, không ở ngẩng đầu nhìn trước mắt thần quân hộ pháp, nói, người cùng nghe lệnh, lên đường, đi trước đánh chết Diệp Thần, hai bên đồng hành. 50 vị thần quân tiếp liền nghe lệnh. Cổ lực lượng này, cơ hồ tương đương với Bắc Cung gia tộc và Huyền Quan sẽ hai đại trung nhóm thế lực hợp đạo cảnh võ giả. Không. Chờ một chút. Hồn thiên gọi lại sắp rời khỏi 50 vị thần quân, thâm thúy trong mắt thoáng qua mấy đạo sáng bóng, chợt thận trọng nói các ngươi không nên đi. Hiện nay, tổng điện trống rỗng, mặc dù thần long gia tộc đáp ứng che chở chúng ta, nhưng là, không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Các ngươi đi. Huyền quan sẽ, liệt hỏa giáo nhóm thế lực, tất nhiên sẽ thừa dịp hư mà vào. Cho dù không thừa dịp hư mà vào, thở bình thường lại vạn kiếm đế cung. Vậy sẽ đánh giết tới đây, tuyệt không thể để cho bổn trưởng lão bị thương tin tức truyền đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.